Ờ, thì cũng có vấn đề. Nào, chúng ta lấy ví dụ BF3, chúng ta cùng làm nha. BF3. Đấy. Thế thì ở đây là B thì N1 là sẽ là bao nhiêu? Bo là có 3. F là có 7. 3 24. Xong chưa? Sau đó là chúng ta xây dựng công thức ban đầu. Trong công thức này tối thiểu là cần một liên kết. Nhớ là ban đầu chỉ viết một liên kết thôi giữa hai nguyên tử, chứ đừng vội vàng nối đôi nối ba, liên kết đôi liên kết ba, ta không như thế. Và đã sử dụng N2 ba liên kết thì là 6E, nên N3 là số E còn lại là 18. Chà. Ta dùng 18 mét ohm này để octet trong nguyên tử nguyên tố có độ âm điện lớn hơn trước, đấy là forin. Mỗi anh này cần 6 là được octet. Đấy, và là hết. Xong chưa nào? Là hết. Vậy bây giờ cái bước 3 là mình thấy thế này. Bây giờ chúng ta nhìn xem là đến bước 4 thì bây giờ ta nhận thấy rằng là anh F thì được octet hết nhưng mà anh B thì chưa. Và như đã nói thì bây giờ là chúng ta là phải chuyển cặp electron riêng thành cặp electron chung. Đấy. Vậy nên là theo thông lệ thì học sinh sẽ viết như thế này. Mình chuyển cặp đã thành như thế. Thế chúng ta lưu ý nhé, đây là đối với học sinh thì như vậy. Thế còn sâu xa hơn dùng gọi là điện tích hình thức thì có những vấn đề khác cần trao đổi, nhưng mà như thế này cũng là đạt những cái yêu cầu rồi. Thế trường hợp SO3 thì có cái gì đặc biệt? Rồi là BeCl2 thì sao? Nào, SO3 chúng ta cùng nói với NO3 nhé. SO3 bốn nguyên tử và cả S và cả O đều nằm ở nhóm 6A nên là có 6E hóa trị. Như vậy N1 bằng 24 đúng nhỉ? 24 electron. Và cái công thức ban đầu sáu dẫn tới là N3 là số E còn lại, 24 trừ 6 18. Sau đó là chúng ta octet thì oxygen độ ấm điện lớn hơn sulfur nên là nó sẽ được octet trước. Đấy. Và như vậy là vừa hết. Thế tiếp theo thì chúng ta lại dịch chuyển. Khi mà dịch chuyển thì chúng ta đặt một cặp xuống. Chúng ta đặt một cặp E. Và như vậy chúng ta có được cái công thức mà tất cả đều octet. Xem nào. Cũng xin được nhắc lại là đối với học sinh phổ thông thì là như thế này. Hoàn toàn tương tự khi mà chúng ta viết đối với SO2 thì chúng ta cũng sẽ viết được cái công thức như thế này. SO2 là như thế thì tất cả đều octet. Tuy nhiên thì chắc là rất nhiều thầy cô khi mà dạy cái ban A, ban khoa học tự nhiên ấy, thì trong sách ấy còn ghi là SO2 còn một công thức như thế này. Đấy, trong sách giáo khoa hiện hành cũ đấy
tạm gọi là cũ đi, thì giới thiệu là N-Hoan công thức thế này. Đấy thì người ta bảo là hoặc công thức này, hoặc công thức này, hoặc là và công thức này. Thì thực ra công thức nào cũng đúng. Nói đúng là đúng ở đây là ở cái góc độ rất khó để truyền đạt để nói như này. Vì thưa thầy cô là muốn đúng sai một cách gọi là tuyệt đối thì là phải sử dụng những lý thuyết mà nó phải tốt nhất, đầy đủ nhất, đó là lý thuyết orbital phân tử. Nhưng orbital phân tử là không phù hợp đối với dạy phổ thông. Mà phổ thông thì chúng ta sử dụng lý thuyết VB, valence bond, đấy, thuyết hóa trị. Thì đối với cái thuyết này thì nó rất là dễ nhìn, chúng ta thấy được cái ưu điểm ấy. Đấy, nhìn những cái công thức thế này là biết chỗ nào liên kết đơn, liên kết đôi, liên kết ba, rồi có cặp nghe riêng. Nhưng mà nó có nhược điểm. Ví dụ đây là nhược điểm của VB, nhược điểm của VB. Thế nên nói đúng sai thì còn phụ thuộc vào cái gọi là cái phông kiến thức của cái người trao đổi trong đó. Ví dụ lý thuyết MO thì chỉ có một công thức mà thôi, không có những cái trường hợp phức tạp thế này. Nhưng VB thì ta phải chấp nhận. Và cũng nói thêm một chút là tại sao cái công thức này là công thức A đi, công thức này công thức B, công thức B vẫn được chấp nhận mặc dù nó không có test. Là có lý do đơn giản thế này thầy cô. Chúng ta nhớ một cái nguyên tắc rất cơ bản là hình thành liên kết thì giải phóng năng lượng, phá vỡ liên kết thì phải thu năng lượng. Thì cái liên kết B, cái trường hợp B là có nhiều liên kết hơn, bốn liên kết đúng không nhỉ? Còn A đây chỉ có ba liên kết. Như vậy chỗ này là nó hình thành thêm liên kết, là hình thành thêm liên kết. Và khi hình thành thêm liên kết như thế này sâu xa thì nó sẽ hình thành cái liên kết mà electron phải sử dụng tới orbital d, trong sulfur. Mà chuyển lên orbital d thì là cần tốn năng lượng, nhưng cái năng lượng ấy thì được bù đắp bằng cách là cái liên kết mới được tạo thành, chứ bên này không có. Do đó là chỗ công thức B vẫn được chấp nhận. Nhưng mà đấy chúng ta nói với nhau cho vui vậy thôi, để chúng ta thỏa mãn cái việc là muốn hỏi tại sao lại được. Còn tuyệt đối không dạy cho học sinh, mà đối với học sinh thì chúng ta thấy là cái công thức số 1 chỉ cần biết được công thức này là ok rồi. Đấy, biết được công thức này là ta chấp nhận rồi. Mục tiêu của chúng ta thấy là sắp tới là hướng vấn đề là phát triển năng lực. Đúng nào? Đấy, cái nội dung là được coi như là một cái công cụ để mà hướng tới cái mục tiêu là năng lực. Đấy, và qua nó thì là học sinh cũng nhận thức được những cái kiến thức mà có liên hệ nhiều đối với thực tiễn. Rồi BECL2 thì thế nào? BECL2. BECL2. Chỗ này thì cũng xin thưa thầy cô, khi mỗi lần mà tôi viết cái của Corin, Clo đấy, Corin, thì phải nhớ về một cái kỷ niệm là khi mà đoàn Olympic hoa học quốc tế Việt Nam đi thi cách đây mấy năm, khoảng 4 hoặc 5 năm. Thì khi mà người ta cho một cái bảng tuần hoàn, sau đó lại cho ký hiệu hóa học và trong đó có ký hiệu của CL này. Thế rồi là người ta ra yêu cầu nó cũng đơn giản, viết mấy công thức. Thế nhưng mà sau đó thì khi mà tới cái phần bài đó của Việt Nam thấy cứ bị trừ điểm. Thế là có cái mục là mình phải lên trao đổi với ban giám khảo nước chủ nhà tại sao lại trừ điểm đúng như thế này. Đấy, ví dụ viết BSL2 mình viết rất là đúng, học sinh của mình cứ viết thế này, em thứ nhất viết thế này, em thứ hai viết thế này, em thứ ba cũng y hệt đấy, kiểu thế, sao lại trừ điểm. Thì họ nói rằng cái này không, đây là sai, bởi vì là cái ký hiệu này không phải là của CL, không phải của Clo. Nói thế Green tạm thế là khi mà cái ký hiệu hóa học của những nguyên tố mà có hai cái chữ, chữ trở lên thì phải viết tách ra như này. Đấy, chữ C
lớn và chữ L nhỏ. Mình hay viết nhanh như này thì thành nó bị sai. Nếu họ trừ điểm từ những cái nó rất đơn giản như thế. Nào quay trở lại BSL2. BSL2 thì N1 là đối với barium là 2 em hóa trị. Chlorine là có 7 nhưng mà hai nguyên tử 6. 6 em. Và chúng ta có cái khung ban đầu như này. Và chúng ta đã sử dụng 4 electron rồi. Dẫn tới là N3 là 12 e còn lại. 12 e còn lại chúng ta octet cho một tử nguyên tố độ ổn định lớn hơn là chlorine và thấy là đã hết. Thấy là đã hết. Để xem nào. Như vậy là mình xong bước số 3. Bây giờ đến bước số 4 thì mình nhìn thấy là anh barium này bây giờ mới có 4 4e xung quanh chưa được octet. Chưa được octet. Đấy, và theo cái bước số 4 thì mình lại phải octet nó bằng cách là đặt những cặp e riêng này vào đây. Dụ như này đặt vào đây. Và lúc bây giờ thì chúng ta có những công thức như thế này. Đấy. Xem nào. Tuy nhiên công thức thế này thì không đúng. Công thức này cũng đúng rồi. Vì sao vậy? Bởi vì anh barium chỉ có hóa trị 2. Chỗ có hóa trị 2 chưa biết thế này là thành hóa trị 4. Đấy, thế nên là những cái tình huống như này mặc dù được octet nhưng nó lại không phù hợp với hóa trị. Hóa trị, thế nên là ta không 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 biết như thế. Và chính vì như thế thì mình cứ coi đấy là ngoại lệ. Đấy, vậy nên là khi mà thầy cô ra cái kiểm tra đánh giá, kiểm tra đánh giá thì mình phải rất chú ý. Vâng, có lẽ là xin phép là sẽ nói gần hơn và nói to hơn volume thế đấy nhá. Thì ta lưu ý đấy, là mình cũng phải biết trước. Và để tránh cái tình huống như thế này thì chúng ta cũng chỉ là sử dụng nó cho những cái trường hợp đơn giản. Thế nào là đơn giản? Thì là cho những cái phân tử mà nó có số ít nguyên tử. Thế số ít nguyên tử đồng thời là tránh những cái trường hợp mà nó rất là đặc biệt thế này. Thì cái đó là đương nhiên là phải phụ thuộc vào các thầy cô. Mình phải biết được trước. Đấy. Rồi, sau khi chúng ta đã xây dựng được công thức Lewis thì việc tiếp theo là dự đoán hình học phân tử bằng mô hình Bersep. Bersep là viết tắt của cái đấy, cụm từ tiếng Anh valence shell electron repulsion, là cái lý thuyết về sức đẩy của các cái cặp electron hóa trị. Thế thì cái mô hình này nó dựa trên mấy cơ sở như sau, là electron thì magnetic âm mà cùng dấu thì đẩy nhau. Nào, cùng dấu thì đẩy nhau. Đấy, cùng dấu thì đẩy nhau. Các thầy cô nghe thế này đã chắc là ban nãy là do nói nhỏ quá sợ là nên nói qua máy tính là đây, giờ chơi ta tính sau, bây giờ tìm đấy sẽ tốn thời gian, ta sẽ cố gắng nói to hơn. Ta quay trở lại, electron thì mang điện tích âm, mà trong vật lý ta biết là những cái hạt mang điện cùng dấu sẽ đẩy nhau. Và chúng ta lấy ra ví dụ đây, electron đây. Thì trường hợp này là trường hợp sẽ đẩy nhau, đúng nhỉ? Đẩy nhau mạnh hơn. Thế còn bây giờ 2e mà sắp xếp nó ở cái vị trí thế này, A đây là coi như nguyên tử trung tâm này. A là nguyên tử trung tâm thì ta thấy trường hợp bên phải này đấy, thì trường hợp này là trường hợp mà đẩy nhau là ít nhất đấy, đẩy nhau ít nhất.
Trước khi các thầy cô nói về vấn đề này thì rồi xin cảm ơn thầy cô. Như vậy là do nói nhỏ, bạn này nói nhỏ quá, thường cũng nói hơi nhỏ. Thì các thầy cô có một cái lưu ý là phải cho các em cùng thấy một điều như sau. Đấy là như thế này, khi mà đẩy nhau ấy, là bao giờ cũng làm tăng năng lượng, thế còn hút nhau thì bao giờ cũng làm giảm năng lượng. Đẩy nhau thì làm tăng năng lượng và hút nhau thì làm giảm năng lượng. Và trong cuộc sống cũng thế, khi nào mà chúng ta gọi là chúng ta hay dùng cái cụm từ tiếng Anh relax, chúng ta muốn nghỉ ngơi thì lúc đấy là năng lượng giảm xuống. Chúng ta đứng, ngồi và nằm thì nằm là năng lượng thấp nhất, là thế năng là nhỏ nhất. Nên cái xu hướng chung là xu hướng như vậy, cái vật nó ở trên cao nó muốn rơi xuống dưới, còn bi lăn vào chỗ trũng, tất cả mọi thứ bao giờ cũng như vậy, cái xu hướng chung là xu hướng giảm năng lượng. Đấy. Chúng ta yêu quý ai thì chúng ta rất là muốn gặp người đấy và khi gặp nhau rất là thoải mái. Đấy. Còn khi mà không thích nhau thì chỉ muốn tránh ra xa nhau thôi. Đấy. Bởi vì cứ cố tình mà ở bên cạnh thì năng lượng nó tăng lên và phiền phức, gây ra phiền phức. Chưa? Trong cuộc sống hoàn toàn giống như vậy và đối với thế giới vi mô cũng giống như thế. Quy luật chung, đây là quy luật chung của khoa học tự nhiên. Vậy thì cái trường hợp như thế này là trường hợp ta thấy là kém bền và cái xu hướng muốn bền thì phải làm sao? Thì e phải đẩy nhau, nó phải nằm ở cái vị trí nào đó là xa nhau nhất. Đấy, ví dụ như trường hợp này. Đấy. Vậy, đây là trường hợp đơn giản. Nhưng mà từ đó cũng là cái nền tảng của cái thuyết sức đẩy. Đấy, các cái cặp e hóa trị. Đấy, tức là các cái cặp electron hóa trị nó phải đẩy nhau sao cho xa nhau nhất. Đấy. Khi chúng ta đã giới thiệu cho học sinh những công thức, ví dụ những công thức Lewis như thế này, chúng ta đã dạy học sinh đã viết được rồi. Đấy, đã viết được các công thức này rồi. Đấy, viết được công thức này rồi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ phải làm sao để học sinh thấy được đấy, đâu là cái cặp E mà học sinh cần phải nhìn nhận để cho đẩy nhau. Thì bây giờ các cặp E đây, đấy, chúng ta nhìn ở trong này, thì khi mà viết thì tôi đã cố gắng làm sao mà đơn giản nhất. Nào chúng ta cùng nhìn nha. Chúng ta đưa sử dụng là cái khái niệm tổng quát là đám mây electron. Chúng ta biết là electron thực sự là trong cái mô hình hiện đại ấy, thì nó chuyển động. Đấy. Chuyển động rất nhanh trong không gian, đúng nào? Đúng. Và thực ra nó còn tồn tại một kiểu nữa, tồn tại dạng sóng. Nên nó đấy, nên 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 là đúng ra là nó không không phải là một cái hạt mà mình nhìn thấy mình chụp ảnh được. Nó tồn tại như một cái đám mây hơn là như vậy. Vậy thì cái khái niệm đám mây trong này là những gì vậy? Đám mây trong đây trong cái phần kiến thức bổ trợ này các thầy cô thấy này. Có thể là một liên kết ở đây có thể là đơn, đôi, ba. Tôi đã rất là ghi rất rõ nha. Một đám mây có thể là một liên kết. Đấy. Đấy, hoặc là một cặp electron riêng hoặc một electron độc thân. Đây. Cái khái niệm đám mây electron là như vậy. Vậy bây giờ chúng ta phân tích. Ví dụ anh này thì có bao nhiêu đám mây? Chúng ta mở cái đấy ra chúng ta thấy này, một đám mây thì có thể là một liên kết, mà liên kết thì có thể là đơn, đôi hoặc là ba. Đấy, hoặc là vân 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 vân. Nhưng ở đây ta chỉ phân tích là số lượng đám mây xung quanh nguyên tử trung tâm. Xung quanh nguyên tử trung tâm. Thì nguyên tử trung tâm là nguyên tử này. Đúng không? Thì xung quanh nguyên tử này ta đếm này. Liên kết đầu tiên là một đám mây. Đây là đám mây thứ hai. Liên kết đôi cũng là một đám mây. Đây là thứ ba. À, vậy thì xung quanh nguyên tử trung tâm, và nguyên tử trung tâm người ta ký hiệu tổng quát là A, có ba đám mây.
và đám mây. Đám mây từ đâu? Mỗi một đám mây thì mình ký hiệu là E. Đấy, có ba đám mây thì chúng ta có công thức thế này, được gọi là công thức Vercep. Như vậy, công thức Vercep của BF3 là AE3. Cái này cũng sẽ đâu cũng thế. Nào, thì mình nhìn thử xem là SO2 là công thức Vercep là gì. Đối với SO2 thì S là nguyên tử trung tâm. Được chưa nào? Đấy, theo đúng cái kiến thức bổ trợ này, đám mây tông hóa trị có thể là một liên kết, có thể là một cặp e riêng hoặc là một electron độc thân, cứ nhấn mạnh vào như vậy. Và theo cái cách dạy là phương pháp tiên đề thì cái chỗ này thì cô phóng to lên để nó trên cái góc, để trên cái một cái góc bảng, không xóa đi mà cứ nhắc đi nhắc lại, nhắc đi nhắc lại. Đấy. Xong chưa? Nào ta nhìn nhá. Như vậy đây là một liên kết đám mây thứ nhất. Đây là một liên kết đám mây thứ hai. Và đây là một cặp E đám mây thứ ba. Vậy anh này có công thức và xét là AE3. Thế công thức bên phải này thì sao? Đây là một liên kết. Đây là một liên kết. Đây là một cặp E. Và như thế nó hoàn toàn là giống nhau, công thức gì thì công thức nó đều là AE3. Đúng chưa nào? Đấy. AE3 và tương tự như vậy, S số 3 thì cũng là AE3. Đấy, S số 3 cũng là AE3. Chưa? Với NH3 nhá. NH3. Giờ có thể cũng dễ dàng thấy đây chính là AE4. Đây là một đám mây, đây là một đám mây, đây là một đám mây và đây là một đám mây. Đấy, 4. Chỗ này cũng xin được nói thêm là vì bản chất nó là đám mây E, thế nên là mình không phân biệt, mình không viết như là giáo trình đại học. Giáo trình đại học viết là AXMEN, phức tạp quá. Đấy, rồi cái này là phối tử, rồi cái này là cặp e riêng thì mình không, không dùng như này, mình dùng là số đám mây xung quanh. Đấy, số đám mây xung quanh thì chưa, hay là trường hợp của NO2, NO2 công thức của sếp sẽ là như thế này. Thầy cô đây cho nhận đây có một e thôi. Đấy, đây có một e, thế thì công thức và sếp của anh này là a e ba. Thì có biết tại sao là ba rồi, bởi vì đây là một đám mây, đây là một đám mây và đây là một đám mây. Đấy. Chưa? Khi viết được và xem như vậy rồi thì bây giờ mình thấy mình lại dựa vào một cái bảng này. Đấy. Dựa vào cái bảng này để mình dự đoán hình học. Dự đoán hình học này. Trong trường hợp có hai đám mây thì hai đám mây ấy bố trí xa nhau nhất, xa nhất thì là đường thẳng như này. Đấy. Được chưa? Đường thẳng. Và chúng ta nên lấy những ví dụ cụ thể. Đấy. Cái này thì tùy cái cách thức dạy của các thầy cô. Không có một công thức chung về việc giảng như này. Đấy, chúng ta lấy ví dụ như đây là công thức Vercep của công thức Lewis của số 2. Thì do ta quan tâm tới cái nguyên tử trung tâm và số đám mây E xung quanh nguyên tử trung tâm, thì rõ ràng công thức Vercep của anh này là A2 mà thôi. Đấy, A2 có hai đám mây xung quanh. Đấy, hai đám mây đó, đám mây thứ nhất là một cái liên, là một cái này, đám mây thứ nhất chính là đấy, đám mây thứ hai đấy. Đấy. Và ta so sánh thì ta thấy là đối với A2 thì như này. Đấy, và từ đó ta thấy là tại sao CO2 là có dạng thẳng. Thế còn A3 thì ba cái đám mây như thế này. Nó bố trí nó tới ba cái đỉnh của một tam giác. Đỉnh một tam giác
Và cả cái hệ thống này là phẳng phẳng, thêm cái từ phẳng ở đây đôi khi có những cũng phải giải thích thêm nhé. Ba điểm thì luôn luôn tạo ra mặt phẳng chứ không tạo ra được cái gì khác phẳng, nhưng mà ý phẳng ở đây là mình muốn nói thêm cái nguyên tử trung tâm này, nó cũng đặt trên luôn cái mặt phẳng này đấy, chứ nó không nhô lên trên cao, mà cả bốn nguyên tử này cùng nằm trên một mặt đấy, xem nào. Và như thế thì tất cả những trường hợp AE3 chúng ta đã phân tích ở phía trên đấy, NO2 rồi là trường hợp đấy của SO2 rồi SO3 đấy, đều là dạng như thế. Được chưa? Phân tử nước của chúng ta thì sẽ rơi vào cái dạng tiếp theo đấy, Ae4 bốn đám mây phải như thế này. Đối với học sinh phổ thông thì chỉ cần như thế này, nhưng dĩ nhiên đối với thầy cô thì chúng ta đã học đại học, ta còn nhớ nếu các đám mây electron này là tương đương nhau, tức là nó giống hệt nhau ấy, thì lúc bấy giờ những cái hình học này thêm một chữ nữa là chữ đều. Đấy, tam giác phẳng, nhưng mà chỗ này là tam giác đều, tứ diện đều. Đấy, ví dụ đây là trường hợp của BH3, hay là đây là trường hợp của CH4 hoặc là CCl4. Nào bây giờ chúng ta cụ thể hóa trường hợp của phân tử nước chẳng hạn, giờ mình lý luận ra sao? Chúng ta thấy là không khó để chúng ta viết được công thức Lewis của nước như thế này. Đấy, rất là dễ để học sinh cứ cho là như vậy đi. Thế chúng ta sẽ thấy từ đây ta ra được công thức của Bessette, AE4, AE4 đúng chưa? Đấy, thứ nhất, đám mây thứ hai, đám mây thứ ba, đám mây thứ và bốn đám mây bố trí tới hướng tới bốn đỉnh của một tứ diện, hướng tới bốn đỉnh của một tứ diện. Đấy, tứ diện thấy chưa, trong đó O là nguyên tử trung tâm, O là nguyên tử trung tâm hướng tới bốn đỉnh của một tứ diện. Cái vẽ vẽ kiểu này là tức là những cái gì mà nằm trên mặt phẳng là sẽ bằng nhau, sẽ bằng nhau, còn hướng đến phía chúng ta là càng tới gần ta càng lớn hơn. Đây là một cái kiểu vẽ thôi, hoặc chúng ta cứ vẽ đơn giản thế này cũng được. Tứ diện thì ta vẽ thẳng luôn như này. Đấy, sau đó cho nguyên tử O ở giữa. Chưa? Thế thì trong bốn cái này là mình phải gắn vào. Đấy, mình phải gắn những cái đám mây vào đây. Các cái đám mây ở đây thì gồm có H. Mình gắn ở đâu cũng như thế. Thực ra nói về tứ diện thì cái chỗ này là mình các cái cặp E. Đúng không? Đấy. Thế nhưng mà rồi khi mà nói về hình học thì mình không nói tới cái chỗ E nữa. Thì mình chỉ nhìn các nguyên tử mà thôi. Vì hình học phân tử là chỉ nói tới vị trí tương đối của các nguyên tử. Thì thấy là rút gọn đi thì nước là như này, thành ra là nước là có dạng, cái này mình không được đọc là nước là có dạng tứ diện, mà là chỉ vị trí các nguyên tử thôi, nên là nó là dạng góc hoặc là dạng chữ V. V thì cũng không cần thiết, nó là V ngược, V xuôi, V lại phải trái phải, đúng chưa nào? Đấy. Đấy thì trong cái bài số 1 là như vậy, và trong bài số 1 thì như thế là chúng ta đã làm được cái việc rất là lớn, là giúp học sinh dự đoán được những cái hình học phân tử. Đấy, hình học phân tử được chưa nào? Chỗ này thì cũng xin nói thêm là khi chúng ta kết hợp cái phần này với cái chuyên đề số 3, cái chuyên đề về hóa học mà với công nghệ thông tin ấy, thì có cái phần là phần tính toán, thì cái phần đấy là chúng ta kết hợp thì rất là rõ. Ví dụ như mình tính một cái chỉ có chưa đầy 1 phút là mình ra được cái hình học của các phân tử đấy, thì nhìn càng rõ thì thầy cô có thể có những kết hợp như vậy đó, thì cứ dần cái trong cái bài số 1 là như vậy. Thế còn đến cái vấn đề về lai hóa, đến vấn đề lai hóa thì
Chúng ta có thể bắt đầu bằng cái trường hợp này. Đấy, CN4. Chúng ta đưa ra một cái tình huống có vấn đề. Đấy, tình huống có vấn đề là thực nghiệm thì cho biết là bốn cái liên kết CH hoàn toàn tương đương và bốn nguyên tử H nằm ở bốn đỉnh một tứ diện đều. Đấy, nằm ở bốn đỉnh một tứ diện đều. Đấy, trong phân tử CN4 mình đặt một tình huống như thế. Đấy. Thế nhưng bình thường khi mà chúng ta viết thì của C đây thì orbital nó là như thế này. Đây là 2s, 2p đúng nào? Thêm của H thì là bốn nguyên tử H thì là bốn cái orbital như thế này. Và khi mà xen phủ với nhau thì xen phủ thứ nhất là giữa S với S, xen phủ thứ hai là SP, SP, SP. Đấy. Thì ngay đầu tiên chúng ta đã nhìn thấy là này nó không gọi là không tương đương rồi, bởi vì đây là xen phủ SS. Thế còn các cái chỗ này là SP. Không tương đương. Đấy. Bởi vậy nên nếu không có cái gì thay đổi thì nó có một vấn đề sai, ta thấy là không đúng. Để nếu mà mình cứ giữ nguyên thế này. Rồi, thế rồi ta thấy tiếp tục nữa là tùy mức độ học sinh nhé, chỉ cần nói như vậy hoặc là nếu như cái bài trước mà các thầy cô đã nói kỹ, đã nói thêm là ba orbital P nó vuông góc với nhau, ba orbital P này vuông góc với nhau, thì lại còn thấy thêm một mâu thuẫn nữa là trong cái trường hợp này thì mấy cái liên kết CH nó vuông góc với nhau đúng không, do orbital P là vuông góc với nhau đấy. Đây lại càng thấy là không hợp lý. Đấy. Như vậy ta thấy là nếu cứ giữ nguyên thì nó sẽ có vấn đề và không giải thích được thực nghiệm. Không giải thích thực nghiệm. Vậy thì bây giờ muốn giải thích được thì phải sao? Muốn làm được như vậy, muốn cho phù hợp với thực nghiệm thì ta thấy có một cách, đó là chúng ta trộn bốn anh này lại với nhau. Đấy. Coi đây là nguyên liệu đổ vào xong trộn đều với nhau, xong tạo ra một cái khuôn mới. Đấy. Tạo thành bốn anh mới cũng vẫn là bốn nhá, đây là bốn ban đầu trộn bốn thì sau đó cũng vẫn là bốn, nhưng bây giờ là bốn cái này nó trộn đều với nhau rồi và đúc thành một cái khung mới là ba orbital, là bốn orbital này hướng tới bốn đỉnh một tứ diện đều. Đấy, hướng tới bốn đỉnh một tứ diện đều. Đấy. Và trường hợp như thế này thì quá hoàn hảo để thực hiện các cái xen phủ, và như thế thì ta bảo đây là lai hóa. Lai hóa trong trường hợp này là SP3. Thế thì một cái ý tứ là ta muốn truyền đạt cho học sinh như thế. Đấy, còn viết trong này thì ta phải viết theo cái cách thức sư phạm, không thể viết nói cái cách như vậy được. Thế thì các thầy cô lưu ý thì cái tư tưởng ở trong cái phần này là như vậy. Được chưa? Thì đấy là cái phần lai hóa. Bây giờ đến cái bài thứ hai là phản ứng hạt nhân. Phản ứng hạt nhân thì đây là các yêu cầu cần đạt. Yêu cầu cần đạt. Được chưa? Chúng ta thấy rằng là trước khi chúng ta nói về một cái phản ứng cụ thể như thế này, đây cũng là tương đối cụ thể, thì tốt nhất mình cần phải có những cái thông tin bên ngoài một chút, những cái phản ứng hạt nhân như thế nào, những cái trong thực tiễn ra sao, mặt trái mặt phải như thế nào đúng nào. Mình cũng có thể là cho học sinh tìm hiểu trước xong là để các em trình bày đúng nào. Đấy, những cái mặt trái chẳng hạn như là bom, bom nguyên tử chẳng hạn. Đấy, rồi là những cái quá trình mà ta không chế, không khống chế được như nhà máy điện cái trong trường hợp nó bị rò rỉ bị nổ. Thế nhưng cái mặt có lợi của nó là như thế nào thì ta thấy là nói được rất là nhiều.
hay là đặt những cái câu hỏi, đặt những cái ví dụ, một cái con tàu muốn vượt đại dương, muốn đi rất xa mà chạy bằng than hoặc chạy bằng xăng, bằng dầu, lúc nó hết thì làm cách nào? Trong khi đó thì nếu mà chạy bằng năng lượng hạt nhân, ví dụ như là chỉ một cái lượng nhỏ nhưng mà cũng có một cái năng lượng rất là lớn chứa đựng hoặc giải phóng năng lượng rất lớn thì nó rất là thuận lợi. Cái này do cái sự sáng tạo của thầy cô. Cần phải nói trước như vậy, hay là cái căn bệnh mà nan y đấy, các cái bệnh mà liên quan đến ung thư thì đều nghe thấy là một cái cụm từ là hóa trị đấy, xạ trị đấy. Đấy. Và hóa trị thì hóa trị là sử dụng hóa chất đấy. Nhưng mà xạ trị là một cái tên cụ thể hơn, là có thể dùng tia phóng xạ để diệt trực tiếp cái tế bào ung thư đấy, những cái mục tiêu là như vậy. Và trong cái này thì ở đây thì tôi chỉ nhấn mạnh một số những cái điểm sau, không quá đi, vì tôi cùng trao đổi thầy cô và các thầy cô cũng nắm được rất là rõ những cái này rồi, thì trao đổi những cái điểm như này đấy, thì tôi cố gắng thì viết thì thành cái cấu trúc song song để dễ so sánh, dễ học đấy. Nào chúng ta nhìn nhé, phóng xạ tự nhiên và phóng xạ nhân tạo, đây cấu trúc song song này để dễ so sánh này. Phóng xạ tự nhiên là quá trình biến đổi hạt nhân tự phát, không phụ thuộc vào tác động bên ngoài. Tự phát, thế mới gọi là tự nhiên đúng không? Không phụ thuộc tác động bên ngoài. Bây giờ chúng ta kéo thẳng xuống nhân tạo rồi đã. Đây. Quá trình biến đổi hạt nhân không tự phát. À, như vậy thì có một cái điểm để so sánh cho dễ rồi. Kia là tự phát, đây là không tự phát, gây ra chỗ phần đằng sau là coi như là giải thích thôi, gây ra bởi tác động bên ngoài lên hạt nhân đấy. Và thường là cái tác động này ấy, thường là do con người gây ra một cách có chủ định chủ đích thì ta nên mới gọi là nhân tạo. Thì ngay những cái phần được tạm coi là cái khái niệm thì cũng đã rất là cố gắng để viết như như thế. Thì đây cái đặc 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 tính sư phạm trong cái quá trình mà biên soạn cái sách giáo khoa này. Như thế nào? Còn những cái nội dung chi tiết thì chắc không có vấn đề gì đặc biệt. Đấy. Và đây là cái phương trình tổng quát. Cái phương trình tổng quát thì các thầy cô thấy là mỗi phần này thì cố gắng là viết cái phương trình tổng quát. Đấy là hạt nhân mẹ thành hạt nhân con và tia bức xạ. Tia bức xạ thường là có ba cái thành phần thế này. Còn đối với nhân tạo thì đây cũng viết thế này để cố để so sánh. Đấy. Là cũng có hạt nhân. Đấy, chúng ta nhìn nhé, bên này để có so sánh này. Đấy, đây là hạt nhân. Chỉ có từ hạt nhân không tự động là chuyển thành những cái thành phần khác. Nó cũng rất là giống như những cái phản ứng mà từ một chất thành nhiều chất. Nhưng mà ở đây thì lại phải có thêm một thành phần nữa, lại phải có tia bức xạ số 1 rồi là tác động vào hạt nhân số 1. Đấy. Và trong sách đại học mình hay gọi đây là viên đạn. Đúng nào? Thì thành hạt nhân trung gian, hạt nhân trung gian là gộp hai cái này lại với nhau. Đấy. Rồi hạt nhân trung gian này kém bền thì phân tách thành như này. Đấy. Tia bức xạ một thường là dòng alpha hoặc là neutron mà có năng lượng cao. Đấy, hạt những cái hạt này năng lượng cao là gì? Là chính là nó chuyển động với tốc độ lớn. Thì những cái hạt mà chuyển động với tốc độ lớn thì có cái động năng lớn, động năng mv bình phương trên 2. Động năng mv bình phương trên 2. Cũng xin được nói thêm một chút thôi là đôi khi một số ít các thầy cô vì cũng quên những kiến thức vật lý nên là mình nói là phức tạp quá. Nhớ là công thức động năng mv bình phương trên 2, nhưng mà cũng xin thưa rằng là học sinh thì công thức như thế là công thức mà gọi là cơ bản của vật lý. Đấy. Nên là bản thân mình phải học trước. Động năng là mv bình phương trên 2. Như thế mới hiểu được là tại sao. Ví dụ như thế này. Đấy, ví dụ như quá trình phóng xạ nhân tạo nha, của một cái hạt alpha này. Chú ý là hạt alpha là hạt nhân của helium.
đây là hạt nhân thôi, từ cái lõi bên trong cái anh này thì nó không có hai e, chỉ là cái lõi bên trong đấy. Khi mà tác dụng với B 10 năm thì ta thấy là cứ cộng lại đúng nhỉ, cộng lại thành cái này. Thế bây giờ là mình không hiểu kỹ thì mình có thể tại sao cái này lại là cái hạt nhân trung gian không bền, nó lại thành cái này, trong khi cái đồng vị này là đồng vị rất là thường gặp trong tự nhiên, đồng vị chiếm một cái lượng lớn nhất trong tự nhiên đấy đúng không, cái đồng vị này đồng vị chiếm lượng lớn nhất trong tự nhiên, tại sao lại không bền? Thì chúng ta lưu ý như sau, là như trên đã nói, đây là dòng hạt, đây này, cái HE42 này là dòng hạt có năng lượng cao nên nó chuyển động với tốc độ rất nhanh đấy, nên là khi mà nó vào cái hạt nhân này thì cái năng lượng đó nó truyền vào cái hạt nhân trung gian này đấy. Thế nên là cái năng lượng của cái hạt nhân trung gian này là cao hơn năng lượng của cái hạt nhân N147 bình thường đấy. Chúng ta tưởng tượng nếu mà bình thường tĩnh cạnh nhau như này, đặt cạnh nhau như này thì cái tổng năng lượng của hệ này thấp hơn rất nhiều so với bây giờ có một hạt chuyển động rất nhanh va vào đây cùng tạo ra cái hệ, nhưng mà năng lượng của nó là còn được cộng lại do năng lượng chuyển động của anh này rất nhanh vào đấy. Thế nào? Chính vì nó năng lượng cao như vậy nên là kém bền. Cái xu hướng tự nhiên khi mà dạy hóa học hay là dạy môn khoa học tự nhiên nói chung là bao giờ là cái năng lượng cao cũng mong muốn nó thành năng lượng thấp hơn, bền hơn. Đấy. Và mình nhớ khắc sâu cái điều này khi mình dạy về cái sáng nay thầy Huế dạy cái năng lượng hóa học. Vậy từ cái năng lượng hóa học là năng lượng cao thành năng lượng thấp, thì muốn thành năng lượng thấp thì nó phải giải phóng đi, đúng không? Nó phải giải phóng bớt năng lượng đi, đấy, bền hơn, đúng nào? Đấy. Thì bền hơn như vậy nên là cái quá trình ấy là quá trình là gọi là chúng ta gọi là thuận lợi hơn. Đấy, tương tự như vậy. Đấy. Rồi sau đó là đến cái vấn đề về bảo toàn. Đấy, thì ngay từ đây thì bằng cách là quan sát nhận xét thì học sinh cũng đã nhìn thấy được, như mình có câu hỏi trong này đã đặt cái câu hỏi phụ này là tuyến phụ. Đấy, quan sát về cái tổng số khối rồi tổng điện tích thì ở dưới này là chính là bảo toàn. Đấy, đấy. Cũng có một lưu ý như sau. Đây, phản ứng bắt electron của hạt nhân. Bắt electron của hạt nhân. Đấy. Cái phản ứng này thì có cái điều gì đặc biệt? Phản ứng này có cái điều gì đặc biệt? Đấy. Chúng ta lưu ý đây là chúng ta đang dạy cho học sinh là những phản ứng của hạt nhân, phản ứng của hạt nhân, tức là cái phần lõi bên trong. Bình thường potassium tức là kali đấy có thể nhận electron. Thực ra mà nói thông tin này thầy cô lại thấy khá là ngạc nhiên, nhưng mà thực tế mà nói potassium nhận electron thành K trừ dễ hơn là nó nhường đi He, thầy cô đây nói thêm một chút thôi, quá trình trên dễ hơn, nhưng mà đây là potassium ở dạng dạng gas, tức là dạng cô lập dạng khí. Đấy, thế còn bình thường ấy, nó nhường E đấy là lúc đấy nó là dạng khác rồi, dạng tổng hợp tinh thể. Thì cái quá trình này là quá trình mà nhận được E ở lớp vỏ, nhận E ở lớp vỏ đấy thì mới ra là K trừ như này, nó khác. Còn chúng ta đang nói tới phản ứng hạt nhân thì là đây là nhận E của hạt nhân, thì cứ áp dụng cái nguyên lý bảo toàn thì cứ ở trên 40 cộng 0 là 40, ở dưới là 19 cộng với âm 1 thì thành 18, là 18 thì thành nguyên tố mới rồi. Đấy, nguyên tố mình cũng không cần phải nói xa là đây là cái quá trình mà nó chuyển cái này cái kia, chuyển proton thành 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 neutron, không cần phải quá mức như vậy. Trong số này rất lưu ý một cái phản ứng như thế này,
Đấy, rất lưu ý. Chúng ta nhìn là ở đây này, 99 này thì vẫn là 99 này. 43 này vẫn là 43 này. Có mỗi cái phản ứng dưới này là cái phản ứng mà mình chú ý thêm. Đấy, chữ M ở đây, đây được viết trong cái chỗ bổ trợ này, nó là nửa bền. Metastable, nửa bền. Đấy, thì ta thấy thấy không có thấy biến đổi cái gì cả. Thế nhưng mà vẫn là phản ứng hạt nhân. Vẫn là hạt nhân. Thì mình quay trở lại, mình tận dụng cái chỗ này này. Đấy, tận dụng cái chỗ này. Đây này. Nó thực ra nó chất là cái này. Đấy, thực chất là cái này. Các thầy cô là cái hạt nhân N747 này, khi mà nó tạo nên từ bo đứng im nhé, và cái heli, cái alpha chuyển động với tốc độ rất nhanh, đặt vào đây đấy, nó tạo thành một cái tập hợp, và tập hợp này có năng lượng lớn. Thế nếu như cái N17 mà 147 này, cái nhánh thứ nhất là tạo thành cái N137 và phóng ra một cái hạt neutron như này, nhưng còn một hướng khác, đó là anh này nó vẫn giữ nguyên là N147 nhưng năng lượng nó giảm đi. Đấy, vẫn là 147 nhưng năng lượng giảm đi. Giảm đi bằng cách nào? Bằng cách là nó phóng ra hạt các cái bức xạ điện tử. Đấy, và nó vẫn giữ nguyên là N147. Thì đấy là cái, xin lỗi, chắc là con người. Alo. Alo. Alo, cái gì đấy em ơi? À không 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 à, có. Lúc khác mình đang học, đang bận không trả lời được. Đấy, thì có thể cô lưu ý. Thế thì phản ứng này là thành phần hạt nhân không đổi nhưng năng lượng của hạt nhân thì đổi. Nó từ cái năng lượng cao thành năng lượng thấp, và ở đây nó phát ra các cái photon. Đấy, photon là tên gọi chung của những cái, nếu mà photon mà mắt mình nhìn thấy thì đấy chính là ánh sáng. Đấy. Thế còn những cái photon mà có năng lượng rất thấp, ví dụ như tia gamma hay tia X-ray, thì mình cứ gọi chung là photon hoặc là bức xạ điện tử. Đấy, bức xạ điện tử. Định luật bảo toàn số khối, bảo toàn điện tích, thì là đây, số khối là tổng lần trước bằng tổng lần sau, A1 cộng A2 thì phải bằng A3 cộng A4, còn điện tích là Z1 cộng Z2 phải bằng Z3 cộng Z4, cứ thế mà làm. À, những cái phần ứng dụng. Đấy, thì cô trình bày vào cái phần này, thì cái phần mà có thể cho học sinh tự làm. Đấy, chắc là sáng nay thì thầy ấy cũng có nói về vấn đề về năng lực đúng không nào. Chúng ta nhớ là môn hóa học chúng ta thì chỉ có một năng lực duy nhất là năng lực hóa học, nhưng có tới ba thành phần khác nhau. Đấy, nhận thức, kiến thức hóa học, và sau đó là đến gì, là tìm hiểu thế giới tự nhiên ở góc độ hóa học, và thứ ba là vận dụng. Bên cạnh năng lực hóa học thì khi mà dạy học phát triển năng lực thì chúng ta phải chú ý tới các cái phẩm chất chung, các cái năng lực chung đúng nào, hoặc là phẩm chất cơ bản của các cái 10 năng lực chung. Trong số 10 năng lực thì chúng ta tập trung vào ba cái năng lực, ba cái năng lực rất là quan trọng, đó là tự chủ và tự học. Đấy, thế thì cái chỗ đoạn này này có thể nói là để cho các em tự học được. Đúng, chuyện ta tìm hiểu thế này. Đấy, trong phần bài tập thì có thể đọc kỹ thì sẽ thấy không phức tạp. Nhưng mà đây, cái bài số 3 này là một cái bài mà làm một cái phép so sánh để xem là cái năng lượng mà giải phóng ra, đấy, giải phóng ra cần bao nhiêu kg than đá thì năng lượng mới bằng, chỉ cần 1 gam uranium thôi. Thì có những cái tính toán cụ thể chúng ta sẽ thấy được cái điều đó.
Hay là trong cái bài cuối cùng, trông thì thoạt nhìn thì ghê gớm như thế này, nhưng mà đây chính là một cái kiểu bài mà cũng là phát triển năng lực, tức là chúng ta đặt một cái bối cảnh mới. Đấy, bối cảnh mới đấy, như thế này này, đưa những cái công công thức này rõ ràng là không thấy ở trong sách, không thấy được dạy. Đấy, nào chúng ta cùng thử nghiên cứu nhá, để chúng ta hiểu về cái kiểu bài như này. Và kiểu bài này ta thấy là tương đối là mẫu mực đối với một số những cái bài thi gọi là đánh giá năng lực hay là tư duy bây giờ mà một số trường họ hay làm đấy, đưa ra những cái bài này. Hay là hay đôi khi mình nói đơn giản hơn là đọc hiểu. Chúng ta thử cùng suy nghĩ nào. Một mảnh giấy được lấy ra từ trong các cái cuộn sách biển chết, đây là cái tên gọi thể thôi, đây là một cái cuốn sách được phát hiện tại các hang động ở cái hoang mạc này, được xác định là có 10,8 nguyên tử C14 phân rã trong 1 phút ứng với 1 gam carbon. Chưa? Đấy. Hay tính tuổi của mảnh giấy dựa theo phương trình T thì bằng 1 trên K như này. Mình cứ đọc thật kỹ đã. A0 được coi là số nguyên tử C14 bị phân rã trong 1 phút 1 gam carbon sinh vật sống, thì A0 bằng 13,6. À, như vậy mình không quan tâm đến A0 nữa. Trong này thì có đại lượng A0, có AT và có K, được chưa? AT là số nguyên tử C14-6 phân rã trong 1 phút với 1 gam carbon trong mẫu vật nghiên cứu, và K là một hằng số bằng như này. Như vậy là A0 biết rồi này, K biết rồi này. Bây giờ chỉ còn AT nữa thôi. Lắp được AT, biết được AT vào đây thì mình tính được T. Đấy. Thế thì AT là gì? Số nguyên tử C14 phân rã trong 1 phút với 1 gam carbon trong mẫu vật nghiên cứu. Thì mình thấy ngay, đây chính là con số này đây. Có 10,8 nguyên tử này phân rã trong 1 phút ứng với 1 gam carbon trong cái mảnh giấy này. Đấy. Như vậy thì AT đây chính là 10,8. Đấy, 10,8. A0 là 13,6 và K bằng này. Thế thì lắp vào đây cái là mình tính được ngay. Đấy. Thì chúng ta lưu ý là A0 với AT chia nhau là hết đơn vị nên cái đoạn này không có đơn vị. K này có đơn vị là 5 trừ 1 nên quay ngược lên đây thì T là đơn vị tính theo 5. Vậy thì chỉ thực sự mà nói là lắp vào một cái là tính được. Và như thế thì một cái bài như thế này đấy, thì học sinh mà cái tư duy hoặc là lười hoặc là không có được cái kỹ năng đọc hiểu đọc phân tích ấy, thì dễ dàng bỏ qua khi mà nhìn qua thấy nó phức tạp đấy. Và nếu thầy cô định cho như thế này thì phải chú ý phải đầy đủ thông tin chứ không được giấu một cái gì đi. Ví dụ bây giờ mình lại giấu ra không là 13,6, mình vào trong sách có rồi. Đấy, thì học sinh không nhớ quên cái 13,6 là không làm được cái bài này thì trở thành bài khó, không không nên như thế, phải rất là đầy đủ. Và như vậy thì chúng ta thấy là muốn xác định tuổi của một mẫu vật đấy, của cổ vật đấy, thì chúng ta sẽ đo cái số phân rã trong 1 phút ứng với 1 gam carbon đấy, thì đấy là cái cách thức đúng không nào. Với thầy cô thì cũng xin được nói thêm gọi bên ngoài thôi, nói thêm bên ngoài ở trong không khí của chúng ta thì luôn luôn tồn tại là có cái C14-6, nó luôn được sinh ra và nó luôn được mất đi. C14-6 nó luôn được sinh ra và cũng mất đi. Đấy, trong tự nhiên như vậy thì đối với sinh vật sống, người ta lưu ý sinh vật sống thì đặc trưng của sinh vật sống là có sự trao đổi chất. Đấy, có sự trao đổi chất. Đấy. Đây. Nó như thế này, nên cái quá trình thì nó luôn được sinh ra, và đồng thời là cái sinh ra là do cái neutron ở trong các cái bức xạ nó đi theo gọi là các cái tia trong vũ trụ. Đấy. Bắn phá nitrogen tạo thành cái C14, nó sinh ra hằng định một cái lượng này.
nhưng mà đồng thời có một lượng là C146 này cũng luôn được mất đi do nó phóng xạ, do nó tự nó phân rã thành cái khác. Quay trở lại, sinh vật sống thì được đặc trưng bởi quá trình trao đổi chất là ăn vào và sau đó là lại bài tiết. Quá trình đấy là cân bằng nên cái lượng C14 trong cơ thể sống là cân bằng với cái lượng C14 trong cái môi trường của chúng ta. Đấy. Nhưng nếu cái sinh vật ấy bị chết đi thì quá trình trao đổi chất dừng lại. Quá trình trao đổi chất dừng lại nên là cái mẫu vật đấy, cái này nó không trao đổi chất được nữa, thế nên là lượng C14 càng ngày càng giảm đi. Vì nó bị phân rã mà, nó không trao đổi nữa. Thế càng ngày càng giảm. Đấy. Và chúng ta mới hiểu tại sao mà cái AT nó lại nhỏ hơn so với A0. Đấy. Cái này là mình trao đổi với nhau thôi nhé. A0 là đối với sinh vật sống, còn AT là mẫu vật nghiên cứu, tức là cổ vật, nó nhỏ 10,8, chỗ này 13,6. Thế còn nếu bây giờ mà AT nó chỉ bằng 1 hoặc bằng 2 thì có nghĩa là nó rất là lâu rồi, nó đã để còn lâu hơn nữa. Thì cái phần này là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta nghỉ một lát thì cô nha. Chúng ta sẽ nghỉ đến 3 giờ chúng ta lại tiếp tục. Xin mời thầy cô vào tiếp. Chúng ta nghỉ một lát ạ.
Mời thầy cô chúng ta lại tiếp tục. Xin hỏi thầy cô có nhìn thấy rõ màn hình không ạ? Vâng, xin cảm ơn. Đây chúng ta nói về bài số 3 là năng lượng hoàn hóa của phản ứng hóa học. Nhiều loại năng lượng quá mà trước đến giờ thì ta thấy mình chưa quen dạy như vậy, chưa quen. Thực ra là chưa quen, còn ta thấy là các nước nước ngoài, nước trên thế giới là ta dạy đi vào bản chất là nhiều phần. Chủ yếu với trước đến giờ là mình hay xoay quanh phản ứng hóa học, nhớ có xảy ra hay không xảy ra, rồi là tính toán trộn bao nhiêu, sinh ra bao nhiêu, còn lại bao nhiêu, thế rồi là tính chất của những cái chất phản ứng và tính chất của những cái sản phẩm, rồi ứng dụng của nó. Đấy, tóm tắt lại những cái hiện hành của mình là như vậy. Chính vì chúng ta phải thấy là chính vì cái lượng cái lượng kiến thức có không phải là nhiều. Đây phải nói là không phải là nhiều, nhưng có người thì nói là rất nhiều, nhưng mà nhiều là nhiều ở cái chỗ gì, có những cái thông tin thì nó là mang cái tính chất là mình phải học thuộc. Thế ở đây mình nói là những cái thì nó là gốc để suy luận thì không phải là nhiều. Chính vì thế nên chúng ta mới thấy có rất nhiều những cái bài hóa học đấy. Thế có những cái bài mà thấy là chỉ suy luận toán học hóa nó nhiều hơn để tăng cái độ khó lên. Sáng nay khi mà nói về vấn đề về năng lượng hóa học thì chúng ta lưu ý, ta có thể coi một cái giản đồ như thế này. Đây là tổng năng lượng của chất phản ứng, ví dụ chất A phản ứng với chất B. Tổng năng lượng của nó bằng này, nó cao bằng này. Thế còn đây là sản phẩm C cộng D cho một cái phản ứng A cộng với B tạo thành C cộng D như này. Đây là năng lượng của các chất, năng lượng các chất. Ở đây thì do là cái thầy cô nên là có thể nói thêm một chút. Cái năng lượng này là năng lượng tĩnh khi không chuyển động. Một cái năng lượng của một cái vật thế này thì gồm có năng lượng tĩnh và năng lượng nó chuyển động, thì là động năng. Tổng năng lượng sẽ là cái năng lượng nội tại của nó, thế năng. Đấy. Và cái năng lượng gây nên bởi chuyển động thì ở đây mình không xét tới cái những cái năng lượng gây nên bởi chuyển động thì mình gọi đó là giản đồ thế năng, nhưng thôi bỏ cái từ ấy đi, cũng không cần. Mình chỉ cần nhớ là tổng năng lượng của chất tham gia là, ví dụ nó cao như này, đây là tổng năng lượng của chất tạo thành thấp hơn như này. À thì quá trình này là quá trình thuận lợi đúng không, phản ứng này thuận lợi. Đấy, mọi thứ mà từ năng lượng cao mà xuống thấp thì là thuận lợi. Là thuận lợi. Nước thì chảy từ trên cao xuống đấy, hay hòn bi lăn vào chỗ trũng, hay là octet. Đấy, đấy cũng đều là những cái quá trình mà làm bền hóa. Nhưng mà bây giờ thì cái hiệu năng lượng này càng cao thì ta thấy là càng thuận lợi. Và chúng ta có thể đặt ra trường hợp giới hạn là nếu mà năng lượng nó bằng nhau thì tự động nó không lăn được sang nhau. Đấy. Thế còn năng lượng của C cộng D mà nó lên trên cao, nó cao hơn của A, B thì quá trình này khó. Nếu mà năng lượng nó lại lên trên cao thế này, C cộng D nó lên trên cao, cao hơn của A cộng B thì cái đấy khó. Muốn xảy ra thì chúng ta phải cung cấp năng lượng. Đúng nào? Cũng giống như chúng ta phải xách một số nước từ tầng 1 lên tầng 2, phải tốn năng lượng thì mới xách được số nước lên. Trong khi đổ nước từ trên tầng 2 xuống tầng 1 thì dễ quá, chỉ nghiêng cái xô là chảy xuống, rơi xuống dưới. Đấy. Thế những cái năng lượng đấy là năng lượng giải phóng hoặc là thu vào trong một cái phản ứng hóa học. Và mình gọi đó là năng lượng hóa học. Bây giờ đến năng lượng hoạt hóa thì như thế nào? Năng lượng hoạt hóa thì mình hình dung
từng bước một. Đầu tiên là một cái bức tranh thế này đã. Đầu tiên là một bức tranh như thế này. Ta thấy nếu như chúng ta cần phải đổ nước từ tầng 2 xuống tầng 1, lấy ví dụ thì cũng sẽ nghĩ ra những cái nó hay hơn. Nhưng mà bây giờ mình lại có một cái tường cao lên thế này một chút. Thế thì đầu tiên là mình phải bê xô nước đặt lên trên này. Đấy. Thế rồi sau đó mình mới đổ thì nó mới rơi xuống dưới. Cái quá trình rơi xuống dưới là không cần phải tốn kém gì nữa. Đấy. Nhưng mà nếu bây giờ cái tường càng ngày càng cao thì ta thấy là ta càng khó khăn. Đấy, ta lại phải nhấc lên, ban đầu phải nhấc nhấc lên cao hơn rồi nước mới rơi xuống được. Thấy chưa nào, nước mới rơi xuống. Thế thì mình sẽ thấy rằng là à vậy thì không phải là cứ cái năng lượng đằng trước cao hơn năng lượng đằng sau thì quá trình nó đã xảy ra ngay được. Đấy. Bây giờ còn phụ thuộc là chúng ta có nhấc được lên vượt cái hàng rào này không thì rồi nó mới rơi xuống dưới được. Đúng nào. Ừ. Cái phản ứng sau đây là cực kỳ thuận lợi về năng lượng. Đấy. Cực kỳ thuận lợi về năng lượng. Thế nhưng mà điều kiện bình thường nó không xảy ra. Vì do cái hàng rào này nó cao quá. Đấy, hàng rào này cao quá. Vậy bây giờ muốn như vậy thì phải làm sao mà cung cấp được năng lượng để vượt qua, để nhấc được nước lên trên cái hàng rào này. Và năng lượng cung cấp thông thường là dưới dạng nhiệt, mình phải đun nóng. Đun nhiệt độ càng cao thì càng cung cấp được nhiều năng lượng. Đấy, chúng ta lưu ý. Bắt đầu một cái khái niệm như thế. Thế thì cái độ cao này đấy, đặc trưng cho cái năng lượng hoạt hóa mà chúng ta sẽ nói sau đây. Đấy. Thế là mình nhìn là bức tranh tổng thể. Thế còn bây giờ thì bắt đầu mình mới thực tiễn là như thế nào? Thực tiễn thì chúng ta lưu ý là nhiệt độ càng thấp thì động năng của các phân tử là càng giảm. Đấy. Cái này là nghe bên ngoài thôi. Không, mình không nói cho học sinh những cái phức tạp như này, nhưng mà cái này chính là kiến thức ta đã học rồi trong môn nhiệt động lực học thống kê đấy, của một cái coi như một cái nguyên tử, thì cái động năng của nó, động năng T đấy, là bằng 3 phần 2 KB nhân T. Cái này có thể cô nghe thêm nữa nhé. KB là hằng số Boltzmann, nó bằng là NA chia cho R. NA là số Avogadro. Đấy, R là hằng số khí, hay là ngược lại tôi không nhớ chính xác. T là nhiệt độ tuyệt đối. Đấy, tuyệt đối. Thế rõ ràng rằng động năng thì phụ thuộc vào nhiệt độ. Và nó tuyến tính như thế này. Nhiệt độ mà bằng 0, không, đây là độ K đấy, thì động năng bằng 0, mà cái này nó bằng MV bình phương trên 2. Nhiệt độ bằng 0 thì động năng bằng 0, mà động năng bằng 0 thì chỉ có V bằng 0, có nghĩa là ở 0 độ K là không có chuyển động nào. 0 độ K tức là nhiệt độ 0 tuyệt đối là ngừng chuyển động hết. Và các thầy cô thấy ngừng chuyển động cũng có nghĩa là không tồn tại sự sống. Sự sống là phải có sự trao đổi chất, có sự vận động, có sự phát triển. Thế nên 0 độ K là thực sự mà nói bên đến bây giờ là chưa đạt được. Đấy, nhưng mà nó không có chuyển động nữa mà đạt nó sao được. Đấy. Đấy không nào? Vậy thì ở điều kiện 0 độ K thì ta thấy là các phân tử là không chuyển động. Đặt cạnh nhau thế này cũng không có phản ứng bởi vì nó không nhúc nhích được gì cả. Được chưa nào? Đấy, không có chuyển động. Khi mà nhiệt độ càng cao
thì các phân tử là nó chuyển động với tốc độ càng nhanh, có thể chuyển động lên sang trái sang phải hoặc là nó dao động nếu trong trường hợp đấy là tinh thể đấy. Và khi mà chuyển động như vậy thì nó va chạm vào nhau và bắt buộc phải va chạm vào nhau. Nếu cái va chạm ấy ở những cái điểm tiếp xúc phù hợp thì xảy ra phản ứng. Được chưa nào? Vậy phải cố gắng hiểu sâu như thế, đối với giáo viên cố gắng hiểu sâu như vậy để chúng ta hiểu về năng lượng hoạt hóa nó liên hệ tới nhiệt độ. Vậy thì ta tưởng tượng như sau này, bình thường này A và B là đặt im như thế này, nó giống như cái tình trạng này này, để tình trạng ngồi một chỗ này, ngồi một chỗ thì không nhúc nhích được thì không làm sao đổ nước dưới được. Thế nhưng bây giờ bắt đầu mới cung cấp nhiệt độ thì bắt đầu là chuyển động, chuyển động đấy, chuyển động càng đun nóng thì chuyển động càng mạnh và dẫn tới là cái va chạm vào nhau càng lớn, thì khi ấy phản ứng xảy ra. Nếu như chúng ta chỉ cung cấp nhiệt độ thấp thì nó chỉ rung rinh như thế này, chạm vào nhau cũng không có phản ứng, nhưng mà nhiệt độ càng tăng thì động năng càng lớn, tức là năng lượng càng lớn và chuyển động càng lớn. Đấy, thì cái tổng năng lượng bây giờ nó lên trên cao, thì anh A anh B này bây giờ không phải ngồi một chỗ thấp này nữa, mà anh A anh B này lên trên cao đây, lên chỗ này, và từ đây thì rất là dễ để chuyển một cái dưới đấy. Vậy ta hiểu năng lượng hoạt hóa ở đây thực sự thì được đưa vào, thường được đưa vào bằng cách là đun nóng, thường được đưa vào bằng cách đun nóng đấy. Tôi sẽ dừng lại chỗ này một chút để nói thật kỹ cái đoạn này, thì ai cũng biết rằng là cái điều quá đơn giản là khi mà mình hiểu kỹ thì mình nói thế nào cũng được, biến hóa thoải mái, đúng nào. Và trong nhiều trường hợp là do mình không hiểu kỹ nên là mình hết cái nói rồi, học sinh hỏi là lúng túng hoặc là ta không trả lời, ta không sáng tạo được một cái cách nói khác nên là khó hiểu. Nên là, mà nếu mà bây giờ mà theo giáo trình thì phức tạp. Thế thì mình hiểu là đơn giản. Nào, thì giờ chúng ta hình dung ta phải coi cái mốc bắt đầu từ nó không chuyển động, nằm im thế này. À, bây giờ cung cấp nhiệt độ, năng lượng càng ngày càng tăng, chuyển động càng ngày càng mạnh, tốc độ càng nhanh, va chạm vào nhau thì có hiệu quả hơn, dẫn tới phản ứng va chạm đủ mạnh. Đấy. Một phản ứng thì biến đổi thành cái khác, không khác gì cái điều sau đây, thực sự hoàn toàn giống một cái bức tường như thế này. Chúng ta ném một cái như cái bút này, nếu mà ném nhẹ thì nó sẽ rơi xuống, nhưng mà nếu cái này có một cái động năng rất là lớn như một viên đạn thì bắt đầu nó phản ứng, tức là nó bắn phá thì ta thấy nó vỡ ra, nó thành những cái khác, nó hoàn toàn giống như vậy. Vậy khi mà ta đun nóng và đến một lúc nào đó càng đun nóng thì càng cung cấp được nhiều năng lượng, vượt qua được năng lượng càng ngày càng cao và vượt qua được cái rào này thì lúc đấy phản ứng xảy ra. Rồi, bây giờ ta lại kết nối tới cái phần năng lượng hóa học. Bàn sáng, thầy Huế có nói. Thì từ trên cao xuống dưới thấp thì nó giải phóng ra năng lượng. Nào, bây giờ nó lại giải phóng ra năng lượng. Được chưa? Và một phần năng lượng ấy lại được quay về để cung cấp cho những phân tử A, B khác. Cái năng lượng giải phóng ra cung cấp cho những phân tử A, B khác, nó lại dao động và A, B khác là dao động lại phản ứng tạo thành CD giải phóng năng lượng. Năng lượng ấy lại cung cấp cho rất nhiều những cặp A, B khác. Và như vậy thì chúng ta thấy với những phản ứng mà có delta H âm, tức là nó theo đúng cái giản đồ này này, từ cao xuống thấp này. Khi lăn từ trên cao xuống thấp thì nó giải phóng năng lượng đúng không? Chuyển từ cao về thấp thì nó phải giải phóng năng lượng. Thì cái năng lượng giải phóng ra đấy, sẽ được cung cấp chính là khơi mào cho các cái nguyên tử AB khác. Nên ta thấy chỉ cần khơi mào một lần. Đấy. Và như thế thì ta phải lưu ý rất kỹ là phản ứng tự xảy ra là khác. Còn khơi mào thì là mình nói cái hai cái nội dung khoa học nó khác nhau.
Ví dụ phản ứng này không tự xảy ra được. Đấy, không tự xảy ra ở điều kiện thường. Nhưng chỉ cần khơi mào một tia lửa điện thôi thì nó lại quá mãnh liệt. Hỗn hợp này nổ tức khắc, quá mãnh liệt. Hay là cái mảnh giấy chúng ta đốt. Đấy, bình thường đâu có cháy, nhưng mà mình khơi mào là chúng ta đốt nóng nó và tạo ra cái động năng đủ lớn để từ đó nó phản ứng và nó giải phóng ra năng lượng. Năng lượng giải phóng ra dưới dạng nhiệt, sáng nay mình đã nói cơ bản là như thế đúng không? Còn có những phản ứng thì năng lượng giải phóng ra lại là dạng ánh sáng, thì lúc bấy giờ lại phát ra ánh sáng. Bình thường ấy, thì ta thấy là ví dụ nó giải phóng được cả hai, cả nhiệt cả ánh sáng, nhưng mà có những trường hợp thì cái năng lượng nó dưới dạng ánh sáng nhiều hơn, là con đom đóm chẳng hạn. Đấy. Ban tối thấy nó lập lòe lòe ra, đấy cũng là phản ứng hóa học, và nó chuyển cái năng lượng của phản ứng ấy không phải dưới dạng nhiệt năng mà dưới dạng quang năng. Thế thì có những trường hợp là năng lượng nó phát ra dạng là điện năng, đấy là trong pin điện mà lớp 12 thì mình sẽ dạy cho học sinh. Phần đấy thì các thầy cô sẽ xem sau. Đấy. Thì chúng ta lưu ý như vậy. Thế bây giờ thì có người lại hỏi chúng ta có những phản ứng không cần cung cấp năng lượng. Đấy, trộn vào nhau một cái là đã thấy phản ứng xảy ra. Không cần cung cấp năng lượng. Ví dụ như phản ứng sau đây. Ta cho một bình khí NO và với một lẫn vào O2 mở ra. Trộn với O2 thì ta thấy ngay là nó sẽ chuyển tức khắc thành O2. Ta thấy không cần đun nóng gì cả. Vậy phản ứng này không cần cung cấp năng lượng, đúng ngay ra. Không cần cung cấp năng lượng để cho nó chuyển động, tức là nó nằm im nhưng mà nó vẫn cứ phản ứng được. Nào, có ai có trả lời cho câu hỏi này không nào? Các thầy cô thảo luận này cho cái ví dụ này không? Rồi. Rồi, cảm ơn thầy Hoàng. Thầy biết là nhiệt độ thường cũng cung cấp năng lượng đủ rồi, chính xác. Đấy, thì chúng ta thấy đúng là như vậy. Vì chúng ta trộn NO với O2, chúng ta có phải là trộn với nhau ở 0 độ K đâu. Chúng ta trộn với nhau ở nhiệt độ phòng, ví dụ như là 25 độ hay 30 độ. Thì đấy cao hơn nhiệt độ tuyệt đối đến hàng mấy trăm K rồi. Thì cái nhiệt độ phòng này là năng lượng ở môi trường đã chuyển cho NO và O2 tạo cái động năng đủ lớn. Đấy. Thế còn nếu mà ta trộn hai này ở 0 độ K thì dứt điểm hai này không có phản ứng với nhau. Nằm im. Đúng không? Nằm im. Không đủ năng lượng để làm gì. Đấy. Thế thì ta thấy một cái bức tranh như thế. Thì phần năng lượng hoàn hóa thì thực ra lại muốn nói với thầy cô về cái điều đó hơn là những cái cụ thể này trong sách giáo khoa. Bởi vì sách giáo khoa là viết cho học sinh nên là nói cái trình bày theo kiểu đó, chúng ta là mức độ giáo viên phải hiểu theo kiểu khác. Đấy. Thì nó cũng giống này thôi, đây viết cho học sinh nên là cố gắng là để dùng cái hình ảnh này. Nếu mà cái chỗ cái ngọn đồi này mà càng cao thì mình càng phải tốn năng lượng ban đầu để đẩy lên. Đấy. Càng khó. Và chỗ này thì mình nhớ một cái biểu thức là cái biểu thức về tốc độ tức thời. Thì cái này đã từng xuất hiện nhưng mà cái này cho phản ứng đơn giản thôi. Phản ứng đơn giản là những phản ứng nó không có những cái giai đoạn trung gian. Thì nó bằng luôn hệ số. Còn trong trường hợp chung thì cái chỗ này là nó khác đi này.
này nó thành A thành B chứ không phải là M là N. Đấy là những cái phản ứng mà nó có nhiều giai đoạn, hay là thậm chí nó còn phức tạp nữa, dạng phân số. Thì những cái đó mình không có tham, mình không có nói với học sinh. Đấy. Thì yêu cầu cần đạt là để cho phản ứng đơn giản thì mình nói còn đơn giản thôi. Đấy. Đúng nào? Năng lượng phát ra để con tàu vũ trụ cắt ngang một chút để đôi khi cho đỡ. Để con tàu tàu và vũ trụ là năng lượng dẫn gì? Thì bây giờ mình lại phải nói này. Chúng ta thấy là phải từ cái gốc là cái cơ chế của nó là như thế nào. Đấy. Ví dụ ở trong cái bài trong cái chương trình chúng ta cũng đã viết một cái phản ứng để sinh ra năng lượng. Thế nhưng mà năng lượng bình thường ở đây thì mình hình dung rằng là nó có nhiều do cái cơ chế khác nhau. Ví dụ như cái phản ứng ấy nó phải sinh ra chất khí. Ví dụ như là đây mình chưa cần nói về tàu vũ trụ hay chưa nói về mà là cái máy bay bình thường. Đấy, máy bay bình thường thì về nguyên tắc là nó giống như dễ hình dung hơn, nó giống như cái tàu tàu thủy, tàu như thế này. Xấu quá. Đấy, đây là mặt nước thì phải có cái chân vịt ở đây đẩy có một cái luồng nước đẩy ra đằng sau thì nó sẽ tiến lên đằng trước như này, thì nguyên tắc thì nó cũng hoàn toàn giống như thế nếu mà tự động. Có một nguyên tắc thứ hai nữa là động năng được cấp từ ban đầu, đấy giống như một trường hợp là như một viên đạn. Đấy, viên đạn nó chỉ được cấp động năng từ nòng súng và như vậy thì nó sẽ tự động nó chuyển động. Đấy, và cái dạng tiếp theo nữa là kết hợp của cả hai cái này. Thế con tàu vũ trụ thì thấy là cái mình đã nhìn nhìn thấy đấy là khi mà mới phóng lên ta thấy một cái luồng khói nó rất là lớn ở phía sau này, nó đẩy lên đẩy chưa nào. Đấy, ta thấy cái cơ chế nó giống như cái tàu thủy thì có chân vịt đẩy như vậy. Và cái môi trường lúc bây giờ là môi trường không khí thì phải đẩy có cái gì chứ, đây là nó đẩy trong nước. Được chưa nào? Thế nhưng mà cái lực đẩy như này nó sẽ vô nghĩa nếu mà không có những cái môi trường xung quanh. Đấy. Vậy tàu vũ trụ thì về cơ bản sẽ phải như sau. Cái này nói qua một chút thôi cũng vui để nói. Là ban đầu sẽ phải có cái đẩy, thường là đẩy bằng khí như này. Bây giờ ta có cơ chế đẩy ion vân vân. Nhưng mà thôi đơn giản nhất là đẩy khí trong môi trường là khí quyển của không khí. Môi trường khí quyển không khí. Đây, trái đất nó thì cô nha. Thì không khí nó là một cái lớp xung quanh đúng không? Nên là dùng cái cơ chế đẩy khí giống như là cái tàu thủy đấy. Và cấp cho nó một động năng thật là lớn, tức là đây là môi trường khí thì phải đẩy thì phải có khí sinh ra. Thế nên là trong cái cuốn sách cánh diều có thể cô đọc xem có một cái phản ứng mà tôi viết là nói về cái bột mà liên quan đến nhôm. Đấy. Thế thì cái lượng khí và hơi nó đẩy ra rất là mạnh, rất là nhanh nên nó đẩy con tàu đi. Và đồng thời nó cũng cấp một cái năng lượng động năng rất là lớn để sau khi nó giống và động năng ấy nó giống như viên đạn, nó vừa có tác dụng là trong cái môi trường có khí và đồng thời khi mà hết khí rồi thì động năng đủ lớn thì nó cứ tiến. Đấy, nó cứ chuyển động. Nó chuyển động như thế này thì phải tính toán định hướng là tới cái hành tinh nào. Đấy, thì lại phải lợi dụng sức hút của hành tinh ấy, đấy là lực hấp dẫn, thì lại phải chuyển động. Và khi mà cái động năng này nó giảm, vì nếu mà chuyển động mà không có ma sát thì là nó không có tốn gì thì nó cứ thế chuyển động. Và định hướng đến hành tinh nào thì muốn vào hành tinh ấy lại phải lợi dụng sức hút, lực hấp dẫn của hành tinh khác. Còn con tàu vũ trụ hay nói chung là vệ tinh, mình gọi đúng hơn là dùng cái từ như vậy, vệ tinh nhân tạo, thì mình đẩy nó đi bằng khí đấy. Và sau đó khi mà nó thoát khỏi khí quyển của trái đất rồi thì lúc bấy giờ là nó sẽ tự động nó chuyển động, tự động nó chuyển động quanh vị trí cân bằng. Và nó chuyển động như vậy thì là chuyển động do cái lực hấp dẫn nó vừa đủ để nó hút, để giữ ở trong cái vị trí cân bằng như này và đồng thời nó không bị bứt ra xa. Mô hình Rutherford sáng nay thầy Huế nói được sử dụng trong cái trường hợp như thế này. Thì mình có thể thêm một chút những cái phần như thế người ta biết thêm. Bây giờ quay trở lại đây,
Thì trong cái phần năng lượng hoạt hóa này thì các thầy cô lưu ý về cái công thức Arrhenius để mà tính liên quan đến tốc độ và liên quan tới năng lượng hoạt hóa và nhiệt độ, đây là ba cái yếu tố. Đấy, ba cái yếu tố thì thôi những cái này tôi thấy là khá là dễ, nó chỉ là về mặt toán học. Tôi hay gọi là khá dễ nhưng thực ra thì chúng ta không chủ quan, đối với học sinh thì chưa hẳn là đã dễ với các em, thì thôi mình phải có cách là mình dùng cái phương pháp nguyên lý, phương pháp tiên đề là cái công thức đấy mình cứ để lên, treo lên phía trên trên bảng. Và mình nói thật là tỉ mỉ chi tiết. Dụ như ví dụ một này. Một phản ứng hóa học diễn ra ở nhiệt độ 0 độ 25 độ nhưng trong hai trường hợp có năng lượng hoạt hóa khác nhau, khi không có xúc tác thì năng lượng hoạt hóa là 100 kJ/mol. Khi có xúc tác thì nó giảm đi, nó chỉ có 50, so sánh tốc độ. Thì mình chú ý rằng chỉ khi cùng một phản ứng hóa học thì cái A này thì mới giống nhau. Ta nhớ như vậy. Còn nếu là hai phản ứng khác nhau thì A có thể khác nhau. Đấy, mình nhớ thế nhá. Chỉ khi cùng một phản ứng hóa học thì A mới bằng nhau. Đấy. Và giờ chúng ta thấy là vận dụng này. K1 thì bằng AE trừ EA1 chia cho RT. K2 bằng như này. T thì bằng nhau, cùng 25 độ. Cùng phản ứng nên A giống nhau, R là hằng số khí, thế nên là giống nhau. Thế giờ mình chia cho nhau thì là chia tiêu đi, nó chỉ còn có như thế này. Chia tiêu đi. Đấy. Và giờ chúng ta thay số vào. Đấy, thay số thì chúng ta được kết quả K2 trên K1 là tới hàng trăm triệu. Đấy, như vậy thì nó là hàng trăm triệu. Tốc độ nó tăng lên như vậy. Đấy, có thể cụ thể thì cái ý nghĩa là năng lượng hoạt hóa như thế nào. Khi năng lượng hoạt hóa giảm, tốc độ của nó là tăng lên rất là nhanh. Trong trường hợp này lên tới hàng trăm triệu lần. Hàng trăm triệu lần. Đấy. Hay đây là một cái ví dụ để chúng ta tính toán thử cái khoảng cách nhiệt độ là 10 độ. 10 độ. Thì khi chúng ta chia ra, chúng ta nhìn thấy là K2 trên K1 nó là 3,7, tức là tốc độ nó tăng lên 3,7 lần. Thì mình còn nhớ là ở trong sách giáo khoa cơ bản đấy, ta gọi là đại trà đi, ta gọi là đại trà đi. Thì cái hệ số nhiệt Van Hoff này mình nói là nó khoảng từ 2 đến 4 lần, đúng không? Khi nhiệt độ tăng lên 10 độ. Thì đây, cái cụ thể này mình thấy tăng lên 3,7 lần, nó nằm ở giữa đấy. Đấy. Vai trò chất xúc tác thì ta lấy đây một ví dụ và chỗ này thì đã giải thích rất là kỹ rồi, và khi mà nói tới phần này thì mình cũng là đồng thời mình ôn lại một chút được về năng lượng liên kết. Rõ ràng rằng hai phân tử mà nó rất là bền thì càng bền, mình lấy ví dụ thì có va chạm mạnh vào nhau nó cũng khó để gãy, đúng nào? Đấy. Vậy thì hoặc là mình phải cho va chạm cực kỳ mạnh, muốn cực kỳ mạnh thì phải nhiệt độ phải rất là cao, hoặc là cách thứ hai là làm cho nó yếu trước, cái liên kết nó yếu đi, nó gãy trước đi. Đấy, thì chất xúc tác là giúp chúng ta cho trường hợp hai như vậy. Ta lấy ví dụ như là cái phản ứng H2 với O2 thì bình thường ấy, phản ứng trong pha khí thì cái này nó khó đấy, cái nhiệt độ 25 độ C cung cấp động năng không đủ để vượt qua rào thế năng, tức là nó chạm vào nhau nó không phản ứng, bởi vì cái năng lượng liên kết này đều lớn. Đấy, đều lớn cả. Chúng ta lưu ý như thế. Bây giờ thì có một cách là cái anh H2 này, anh ấy mà khi mà bị gọi là hấp phụ chứ không phải là hấp thu, hấp phụ lên trên bề mặt kim loại là platinum PT đấy, thì nó bị đứt rồi. Sau bản chất hấp phụ nó bị đứt rồi. Và từ đây thì cái anh O2 này phản ứng với từng cái nguyên tử một dễ hơn rất nhiều. Đấy, thế nên là chỉ cần cung cấp một cái năng lượng nhỏ hơn, tức là nhiệt độ thấp hơn là phản ứng đã xảy ra. Đấy, hoặc thậm chí trường hợp này không cần cung cấp năng lượng nữa. Và đây là những cái ví dụ. Đấy, cụ thể. Đấy, chúng ta hay nói tới SO2, O2 này, SO3. Đấy, thì bây giờ các thầy cô hãy có những cái bài tập nó rất thực tiễn như thế này. Thực tiễn như thế. Cái bài số 3
thì cái đá vôi dạng bột và đá vôi dạng viên cùng cái lượng như vậy, nhưng mà mình thấy tốc độ ở cái phản ứng thí nghiệm 2 thì nhanh hơn, đúng không? Thế thì hỏi rằng năng lượng hoạt hóa này có bằng nhau hay khác nhau, thì ta thấy là câu trả lời là năng lượng hoạt hóa là phải như nhau đấy. Còn ảnh hưởng ở đây tốc độ khác nhau là ảnh hưởng do diện tích bề mặt. Cái bài số 4 là entropy và biến thiên năng lượng tự do Gibbs, thì một lần nữa chúng ta lưu ý là chúng ta chỉ quan tâm tới công thức này, lắp các cái số liệu từ bảng rồi mình tìm hiểu, mình lấy được cái ý nghĩa của nó, ý nghĩa của cái kết quả. Và ta thấy đây là cái điều rất khác biệt so với học đại học. Học đại học là mình phải chứng minh, cần thiết phải chứng minh tại sao lại ra được cái biểu thức như thế này. Bây giờ quá trình khác. Thế thì đầu tiên là cũng phải nói về cái vấn đề về entropy. Vấn đề về entropy thì mình đưa ra cái hình như này, mình nói cái trật tự sắp xếp thì ta thấy là cái này rất là trật tự, đúng không? Cái này thì vô trật tự, gần như không có trật tự, cái này là kém trật tự. Về cái cách thức thì bây giờ mình nói luôn luôn nói ở cái biên trước. Có một cái phương pháp tổng quát thì hay gọi là phương pháp biên, tức là mình hay nói tới những cái gì đó nó ở những cái đầu giới hạn, còn những cái ở giữa thì nó là tổ hợp. Đấy. Một cái nguyên lý như thế. Thế về cái trật tự thì anh này là rất là trật tự. Và thực ra khi nói tới cái điều này thì mình còn nói tới trạng thái là cái vô định hình, trật tự không trật tự. Đấy, nếu mà chúng ta muốn mở rộng thêm, entropy là đặc trưng cho cái độ mất trật tự của một chất. Đấy. Mất trật tự. Đấy. Đại đại lượng đặc trưng cho độ mất trật tự của hệ ở một trạng thái và điều kiện xác định. Chưa nào? Vậy thì với một chất A và một chất B trong cùng cái điều kiện, một chất A và một chất B trong cùng điều kiện mà ta thấy là entropy, cái số liệu là entropy của chất A lớn hơn chất B thì chứng tỏ là nó mất trật tự hơn chất B. Đấy. Ý là như thế. Mất trật tự hơn chất B. Hay với cùng một chất nhưng ở ba trạng thái khác nhau, ta lại quay ngược lên. Đấy. Chúng ta lật xuôi lật ngược. Thì gắn vào cái định nghĩa này, gắn vào cái gọi là cái khái niệm đấy, cái khái niệm entropy này, với cùng một chất là nước, đấy. Thì anh này là trật tự nhất, cái này là mất trật tự nhất, entropy đặc trưng cho cái độ mất trật tự. Thế thì anh này có entropy lớn nhất hay là entropy của nước ở thể hơi lớn hơn entropy của nước ở thể lỏng, nước và lớn hơn entropy của nước ở thể rắn, tức là anh này có entropy nhỏ nhất đấy. Và từ đây thì các thầy cô có thể thấy là những cái tinh thể được gọi là tinh thể hoàn hảo ấy, thì entropy ở không độ K thì người ta coi là bằng không đấy. Bởi vì nó hoàn hảo, nó không có cái gì có thể lộn xộn nữa, và đặc biệt là không độ K thì nó không chạy đi đâu nữa, thì làm mất trật tự cũng không được, muốn mất trật tự cũng không được, không có năng lượng đấy. Thì làm sao mà mình trong cái phần này mình cũng cố gắng là nói được một vài những cái ý như thế thôi. Thế cô thấy entropy thì biến thiên entropy phản ứng thì bằng cách lấy entropy ở đằng sau trừ đằng trước, thì cái anh đằng sau là nước ở thể khí thì lớn hơn nước thể lỏng nên là nó lớn hơn, entropy nó dương, đúng nào, entropy dương. Bây giờ nếu mà có nói thì có thể nói thêm một chút như sau, nếu có muốn là thế này, hiểu xu hướng của tự nhiên, xu hướng của tự nhiên là xu hướng càng ngày càng trở nên lộn xộn. Một căn phòng dày công đấy, các bà mẹ dày công là rất là gọn gàng, cốc chén đặt ở chỗ, rồi là chăn ga gối đệm
Thế nhưng mà xu hướng chung là càng ngày nó càng bừa bộn. Đấy, mình nói xu hướng nhé. Và khi mà cái quá trình mà bừa bộn mà thành cái sắp xếp nó có trật tự thì khó, thì chúng ta phải tốn năng lượng để chúng ta đặt. Ta lại đặt, tốn năng lượng đặt nó đúng vị trí này thì mới được gọi là sắp xếp gọn gàng. Đấy, nên một quá trình tự nhiên là quá trình tăng entropy. Cái quá trình tự nhiên là nó diễn biến theo cái chiều tăng entropy. Đấy, nó mong muốn nếu mà nói về riêng yếu tố entropy là vậy. Đây có thấy là bình thường là cái mất trật tự. Đấy, nên là mình hiểu học sinh ngồi trong lớp rõ ràng là ngồi lâu quá không được. Đúng nào? Hay là mình muốn học sinh ngồi thì mình gọi chung là mình phải tốn năng lượng và phải ép các bạn ấy ngồi đúng trật tự. Nhưng mà cái trạng thái ấy là không bền. Xu hướng chung là muốn chuyển động, chạy đi chỗ này, chạy đi chỗ kia, nói chuyện với người này, nói chuyện với người khác. Nhưng mà thôi entropy thì mình cũng nói một vừa một phải. Đấy. Mình cũng chỉ cố gắng giới thiệu những cái key code nhất là cái độ mất trật tự. Độ mất trật tự. Giờ biến thiên năng lượng tự do Gibbs thì chúng ta lại vận dụng phương pháp tiền đề. Đầu tiên là mình biến thiên năng lượng tự do Gibbs của một phản ứng được định nghĩa như sau. Mình nói thẳng luôn, được định nghĩa như sau. Đấy. T là nhiệt độ theo thang Kelvin, và nếu cái biến thiên này nhỏ hơn không thì phản ứng tự xảy ra, lớn hơn không thì phản ứng không tự xảy ra. Chưa nào? Bằng không thì sao? Bằng không thì là nó nằm ở giữa của tự xảy ra và không tự xảy ra, có nghĩa là nó là cân bằng. Nhưng tuy nhiên cân bằng hóa học thì mãi lớp 11 mới học, nên là bây giờ mình không nói gì ở đây. Đấy, mọi thầy cô có thể nói thêm như vậy. Lớp 11, đầu lớp 11 mình nói tới cân bằng hóa học. Và từ nay chúng ta có một công cụ lợi hại, có thể nói như thế. Để lợi hại để biết phản ứng tự xảy ra hay không tự xảy ra, và nhiệt độ nào là tự xảy ra hay không tự xảy ra. Nếu chúng ta có delta H thì chúng ta chỉ đánh giá được phản ứng đấy thuận lợi hay không thuận lợi. Và delta H rất âm thì chúng ta chắc chắn một điều rằng phản ứng đấy rất thuận lợi. Và để khi phản ứng đã xảy ra thì về cơ bản là không cần phải thêm pha cái gì khác, vì nó đã qua giai đoạn khơi mào. Giai đoạn khơi mào như buổi sáng thầy Huế có dạy trao đổi đấy, thì khơi mào là giai đoạn mà chúng ta cung cấp năng lượng, cung cấp năng lượng đây để nó vượt qua hàng rào. Và với những phản ứng có delta H âm thì khi vượt qua hàng rào rồi thì năng lượng sinh ra lại dùng để khơi mào các cái phân tử khác, các cặp phản ứng khác. Đấy. Nhưng với biến thiên năng lượng tự do Gibbs thì khi mà là chỉ cần biết rằng nó nhỏ hay không thì phản ứng đó chắc chắn là tự xảy ra. Để chúng ta lấy ví dụ phóng này chẳng hạn, ở điều kiện chuẩn thì mình tính được là delta G là âm bằng này, âm rồi, vậy là tự xảy ra. Ở 0 độ C thì sao? Đấy. Nó có xảy ra được không? Đấy, ở 0 độ C thì ta thấy là ta tính nó vẫn âm và chứng tỏ là vẫn xảy ra. Phản ứng nguôi ở điều kiện chuẩn thì delta G là bằng dương như này nên là không xảy ra. Vậy thì đá vôi ở điều kiện thường không tự nhiên biến thành CaO và CO2. Để xảy ra được thì sao? Muốn phản ứng này xảy ra thì delta G của phản ứng phải âm, nhỏ hơn không. Và chúng ta giả thiết, đây là chúng ta giả thiết nha, là cái delta H và delta S là không thay đổi theo nhiệt độ. Tức là những cái biến thiên này không phụ thuộc vào nhiệt độ.
thì mình sử dụng được cái delta g, delta h và delta s tính từ cái bảng số liệu để cho trong các phụ lục trong sách giáo khoa hoặc là các tài liệu tham khảo. Thì đối với học sinh phổ thông thì mình chỉ đơn giản là giả thiết là cái delta h và delta s là không đổi, không thay đổi, không phụ thuộc nhiệt độ. Để cho nó nhỏ không thì ta giải cái bất đẳng thức này. Thì mình tìm được là T là phải lớn hơn 850 độ. Đấy. À, và như thế thì muốn phản ứng nung vôi xảy ra thì nhiệt độ phải đạt là từ 850 độ trở lên. Đấy. Đấy, như thế là chúng ta thêm được những cái số liệu rất là quan trọng. Đấy. Chứ trước đây thì mình chỉ có nói là phản ứng xảy ra hay không xảy ra. Đấy, mình không thể nào nói được là nhiệt độ bao nhiêu. Còn nếu mà nói nhiệt độ thì chỉ có cách là nhớ. Đúng nào, nhớ. Chỉ có nhớ thôi. Ví dụ như phản ứng CH4 là thành là C2H2 cộng với 3H2. Đấy, 2C4 ấy, hình như là 1.500 độ đúng không? Tôi dạy thì từ lâu lắm rồi nhưng mà vẫn hình như vẫn nhớ cái con số đấy. Đấy, chỉ có nhớ không có cách nào khác. Nhưng bây giờ người ta có thể tính toán. Đấy. Và chúng ta thấy là như vậy. Hay là nước chẳng hạn. Đây là một quá trình. Ta lưu ý chỗ này tôi phải nói thêm. Mình không nhìn thấy chữ R ở đây. R bình thường là viết tắt của reaction, là phản ứng. Nhưng đây nó không phải là phản ứng hóa học nên mình bỏ chữ R đi. Để cái quá trình nước lỏng thành nước hơi này xảy ra thì cái delta G phải là âm và mình tính được là nhiệt độ phải lớn 97,64 độ. Đấy. Và con số chính xác là 99,61 độ ở 1,3 đấy, 1,3. Còn là 1 at thì nó là mới là 100 độ. Chúng ta lưu ý là 1,3 thì là 99,61. Thì cái sai số này là bởi vì là mình coi như cái delta H và delta S này là không phụ thuộc nhiệt độ. Thực ra là nó có phụ thuộc nhiệt độ, chúng ta lưu ý như thế. Thì một bài trên bài bài đó là như thế. Chuyên đề số 2 là chuyên đề hóa học trong việc phòng chống cháy nổ. Thì cá nhân tôi rất là thích cái chuyên đề này. Là mong muốn các thầy cô, nếu học sinh mà ở những cái lớp mà không chọn cái chuyên đề này, không không chọn là học chuyên đề hóa học, thì cũng rất mong các thầy cô là lồng ghép một số cái nội dung thích hợp vào trong này vào những cái bài học hóa học bình thường ấy, học đại trà. Đấy thì mình tìm vào trong này những cái nội dung thích hợp. Đấy. Và đây là cái nội dung này thì rất là mong muốn là được giảng dạy. Và hy vọng, một cái hy vọng là học sinh được trang bị thì sẽ tránh những cái sự cố đáng tiếc gây ra bởi nhiều những cái sự việc là do quá trình cháy hoặc nổ. Ở đây cũng rất là cơ bản thôi. Đấy, ta bắt đầu bằng cái hoạt động khởi động như thế này. Cái chai nước để trên ô tô dưới trơn nắng với cái này thì cái nguy cơ gây cháy nổ lớn hơn là nằm ở chỗ này. Thực sự là nguy hiểm. Và từ đây thì có thể có lưu ý. Đấy. Mình trên xe thường có chai nước để ở cái vị trí mà nó phải tránh chiếu ánh sáng mặt trời trực tiếp vào, và không thì nó như một cái thấu kính hội tụ và năng lượng nó tập trung ở cái đoạn ở chỗ này này, ví dụ chỗ này rất là sáng này, chiếu vào chỗ này thì có thể gây nên cháy ở cái đoạn này. Đấy. Đấy, còn cái đun cách thủy này thì nhiệt độ nó không vượt quá 100 độ. Cái chuyên đề này rất hay nhưng mà lại cũng không có gì phải nói nhiều. Mọi thứ là nó rất là tường minh rồi. Có một số khái niệm nhiệt độ tự bốc cháy rồi nhiệt độ chớp cháy đấy. Thì mình nói một số những cái mới mới này một chút này. Điểm chớp cháy của một chất là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà hơi của chất đó sẽ bốc cháy trong không khí khi tiếp xúc với nguồn lửa. Đấy. Như vậy thì các thầy cô lưu ý hơi của chất đó. À, như thế thì cái khái niệm điểm chớp cháy này thì chỉ áp dụng cho những cái chất nào mà nó có khả năng hóa hơi thôi. Chứ mình cũng không có khái niệm điểm chớp cháy cho sắt, cho đồng, cho nhôm, cho kẽm, cho miếng nhựa như này. Đúng không nào? Thì ta lưu ý
hơi của chất đó, tức là đây là nhiệt độ thấp nhất ở trong cái áp suất khí quyển, mà nó tạo ra một cái lượng hơi đủ để tiếp xúc cái nguồn lửa nó cháy, để chốt cháy của xăng là bằng này, ethanol là bằng này, dầu hỏa là bằng này, đấy, dầu diesel là bằng này, dầu diesel sinh học. Mà như vậy thì vì sao ngay đây cái câu hỏi vận dụng này cần phải bảo quản xăng cẩn thận hơn rất nhiều so với dầu hỏa? Ở điều kiện thường 25 độ thì dầu hỏa điểm chớp cháy như này, có nghĩa là nó không tạo ra được một cái lượng hơi đủ để mà cháy khi tiếp xúc với nguồn lửa, nhưng xăng thì đã quá thừa. Đấy, ở 25 độ lớn hơn rất nhiều so với âm 43 độ. Thế nên sẽ vô cùng nguy hiểm nếu như mà mình để cái bật lửa ở cái bình xăng mà mở nắp, còn bình dầu hỏa thì về cơ bản thì là không, nhưng tất nhiên cũng đừng có thử nghiệm. Đấy, thì ta thấy cái khái niệm điểm chớp cháy như còn nhiệt độ tự bốc cháy là nhiệt độ thấp nhất ở áp suất khí quyển mà chất cháy tự cháy trong không khí dù không cần tiếp xúc với nguồn lửa. Ta lưu ý điều này nhé. Đấy, ở đây mình có cái điều kiện rất là rõ này, áp suất khí quyển này. Đấy, trong không khí này. Đấy, chưa? Nhiệt độ bốc cháy của xăng là bằng này. Và ta thấy nhiệt độ bốc cháy thì mấy cái này là nó cũng gần gần là bằng nhau đấy, chứ không phải là khác nhau đâu. Đấy, xăng nhiệt độ bốc cháy thì cũng gần giống như nhiệt độ của da rồi của giấy. Ethanol, ethanol cao hơn cả. Chưa? Đấy, bây giờ mới quay lại là vì sao cái này, cái trong cái hoạt động khởi động này, nhiệt độ bốc cháy của ethanol là lên tới hơn 400 độ. Thế nhưng cái chỗ này thì nó tạo ra một cái lượng hơi rồi. Nhưng lượng hơi ấy phải tiếp xúc với một cái nguồn lửa thì nó mới cháy được. Đấy, và muốn ethanol tự cháy thì là phải hơn 400 độ mới cháy được. Và cái cuối cùng là nhiệt độ của ngọn lửa, là muốn nói tới là khi đã cháy rồi thì anh nào nó cho ra cái nhiệt độ cao hơn hay nhiệt độ thấp hơn. Có những chất mà ta thấy là cái nhiệt độ tạo ra cái nhiệt độ khá là thấp, đúng không? Có những chất nhiệt độ cao, đây ta lấy ví dụ như này. Đấy. Đấy thì cái phần này nói chung là cũng khá tường minh. Có những cái ví dụ như cái bài như vừa rồi thì không không có cái điều gì mà vận dụng nhiều kiến thức, cái mà nhiều hơn một chút là hóa học và phản ứng cháy nổ. Đấy, hóa học và phản ứng cháy nổ thì mình liên hệ giữa biến thiên enthalpy của phản ứng cháy nổ. Đấy, mình liên hệ giữa biến thiên enthalpy với những cái nguy cơ cháy nổ, liên hệ như vậy. Bây giờ các thầy cô có thể hình dung như này cái đã để chúng ta thấy ngay. Một cái phản ứng đang xuất phát từ cái giản đồ năng lượng như này. Đây là chất A và chất B. Đấy, và đây là C cộng D này. Và cái hiệu năng lượng này chính là biến thiên enthalpy phản ứng, là ở trong trường này là âm, đúng không? Lấy ta phải lấy sau trừ trước thì nó mới ra âm, lấy sau trừ trước thì ra âm. Thì rõ ràng nguy cơ cháy nổ từ những cái hệ như này lớn hơn nhiều những cái hệ mà ngược lại. Đấy, hoặc là nó thấp, ngược lại là như thế này. À, có một cái điều như sau là cũng lưu ý với thầy cô nhé. Chúng ta tránh là vẽ những đường này. Đấy, vẽ thế này thì ta lại gọi là đường phản ứng, và về mình phải mô tả độ cao này. Đấy. Thế ở đây mình chỉ nên viết là cao là thấp thôi. Rồi mình nếu cần cái trục hoành thì mình gọi là thời gian phản ứng hoặc tiến trình phản ứng. Mình tránh viết như này. Đấy.
Thế còn từ đây lên đây thì thấy là khó hơn, vì delta H của cái này là dương, delta H là phải đằng sau trừ đằng trước đúng không? Rồi. Đây là lớn hơn không, lớn hơn không, thì đây là hai trường hợp giới hạn. Thì rõ ràng là những phản ứng mà có delta H âm thì có nguy cơ cháy nổ cao hơn so với những cái phản ứng này, phản ứng mà có delta H dương. Đấy là điều đầu tiên ta phải nhận thấy ngay. Đấy, từ hóa học mình ở phía trên là mình thấy điều đó. Đấy. Và tiếp theo là với những phản ứng có delta H âm thì càng âm rõ ràng là cái nguy cơ nó càng lớn hơn so với, về mặt lý thuyết là so với nó kém âm hơn. Đấy. Bởi vì khi mà đã xảy ra phản ứng thì nó sinh ra rất nhiều nhiệt, và rất nhiều nhiệt thì lại kích hoạt các phân tử xung quanh, và nhiều nhiệt được sinh ra trong một thời gian ngắn sẽ làm giãn nở đột ngột gây hiện tượng nổ. Còn nếu mà không thì cũng là làm cho phản ứng nó rất là mãnh liệt, là phản ứng cháy. Thì nội hàm của cái phần này là như vậy. Đây chúng ta thấy so sánh thì khi đốt cháy 1 gam melamin thì tỏa ra một cái nhiệt lượng là 15,7 kJ. Trong khi đó methane và acetylene thì lần lượt là cỡ khoảng 50 kJ. Điều này có nghĩa là khi đốt cháy những cái chất khí như thế này thì cùng một lượng lượng ở đây là cùng một khối lượng, thì melamin sinh ra ít nhiệt nhất. Đấy, sinh ít nhiệt nhất, kém mãnh liệt nhất. Và đây cũng là lý do tại sao mà mình sử dụng cái melamin này làm sợi vải chống cháy. Đấy, sợi vải chống cháy. Thế nào? Đấy, thì trong cái vấn đề hóa học cháy nổ, với hóa học cháy nổ là mình quan tâm tới cái delta H như vậy. Đánh giá delta H tới cái nguy cơ. Hay là trong này thì các thầy cô thấy là mấy cái chất này này, thực ra mấy chất này thì nó có thể có mặt trong các chất nổ. Nhưng nếu chỉ là những cái chất này đơn thuần không thì biến thiên delta H của phản ứng một thậm chí là dương. Thầy cô nhìn thấy dương này. Đấy. Đấy. Nên là nhiệt phân cái chất này thì ta thấy là phải đun nóng liên tục. Ở những cái phản ứng sau thì có âm, nhưng mà đặc biệt như phản ứng 3 là âm không đáng kể. Nên là về cơ bản vẫn phải duy trì nhiệt cho những phản ứng này. Bây giờ khi có mặt của carbon đấy thì mình có cái phản ứng tổ hợp như này, và giờ ta tính lại thì lập tức một vấn đề đã thay đổi. Thì các cái phản ứng mà khi ta cho thêm chất khử như này, lập tức là cái biến thiên delta trở nên âm. Đấy, âm. Đấy. Có nào âm. Và khi mà như vậy thì có nghĩa là đã xuất hiện nguy cơ cháy nổ. Trong cái trường hợp này, nguy cơ cháy nổ sẽ cao hơn so với những cái chỗ này nguyên chất. Được chưa nào? Cái ý nghĩa của nó sẽ là như vậy. Hay trong cái bài mà chúng ta gọi là ứng dụng thì ta thấy đây là cái vụ nổ gây ra bởi NH4NO3. NH4NO3. Thì mình sẽ thấy ngay NH4NO3 mà cái quá trình mà nó nhiệt phân nó tạo thành là các cái chất và hơi nước, ví dụ như NO2, O2 và 2O, thì quá trình đấy là quá trình phát nhiệt. Đấy, phát ra rất là nhiều nhiệt nên là nó có nguy cơ cháy nổ. Nhưng cũng một loại phân đạm khác như là NH4Cl thì thành NH3 và HCl, thì delta H lại là dương nên không có nguy cơ cháy nổ hoặc là rất là hạn chế. Đấy. Giờ trả lời một chút, có một thầy cô hỏi là chỗ này sao mình không lấy năng lượng Gibbs, năng lượng Gibbs lấy hay không lấy thì cũng được cả. Thế nhưng mà vấn đề là chỗ này thì mình cũng không muốn nói tới phản ứng nó có tự xảy ra hay không tự xảy ra.
Đấy. Mà chúng ta muốn nói tới vấn đề nó liên quan cháy hay là nổ là liên quan đến cái vấn đề về nhiệt sinh ra nhiều hay sinh ra ít, và nói tới nhiệt sinh ra nhiều hay sinh ra ít thì biến thiên enthalpy phản ứng lại là nói trực tiếp về cái điều đó chứ không phải là năng lượng Gibbs. Năng lượng Gibbs là nó phụ thuộc vào cả yếu tố entropy nữa, có những phản ứng có delta H âm vừa vừa nhưng mà cái biến thiên entropy của nó rất là dương nên dẫn tới cái delta G nó rất là âm, rất là dễ xảy ra. Còn những phản cháy nổ thì mình đã quen với cái việc là lượng nhiệt sinh ra đấy, và thứ hơn nữa là ở mức độ của học sinh thì càng đơn giản nhưng mà có tính đủ quy luật là tốt. Với delta H chúng ta chỉ cần cái số liệu trong cái bảng, còn với delta G thì mình phải tới hai số liệu liền, đó là delta delta H và delta S. Ngoài ra còn yếu tố là T nữa. Có thể ý thầy cô muốn nói về cái chỗ cháy, lúc nào nó cháy được. Đấy. Nhiệt độ nào thì cái chất đấy nó bị cháy thì cũng rất là tốt. Thì mình sử dụng được cái delta G, đấy là một cái gợi ý hay. Nếu mà ý của thầy cô mình vẫn. Thì cái phần này là cũng rõ ràng. Không không có cái điều gì quá khó. Mình lưu ý về phản ứng được gọi là phản ứng hô hấp, phản ứng đấy, hô hấp thì thực sự mà nói là cái phản ứng này là nó phức tạp, còn mình thì mình chỉ nói cái kiểu đơn giản thế này thôi đấy. Và đây mình cũng xét cho cái phản ứng mà nó chiếm cái lượng lớn nhất là cái tỷ lệ 1:1, một cái phân tử hemoglobin với một phân tử oxygen. Thì cái biểu thức tốc độ của phản ứng này thì mình được biết là dưới dạng này. Thì chúng ta thể lấy những cái ví dụ ở đây. Nào. Thông thường ấy, thì cái nồng độ O2 trong không khí nó tương đối ổn định ở cái ngưỡng lân cận xung quanh 21%. Nhưng bây giờ nếu mà nó giảm về 16% thì tốc độ của phản ứng hô hấp như thế nào? Đấy, giảm về như vậy. Giả sử các yếu tố khác là không đổi, yếu tố khác không đổi thì cũng có K không đổi, nồng độ của HB là không đổi. Đấy, là không đổi. Vậy thì mình viết hai cái biểu thức là V ở 21% thì nhân CHB nhân với C của O2 21. Rồi là V ở 16 thì bằng là K nhân với CHB nhân với C O2 của 16, 16% đấy. Ta chia cho nhau. Chia cho nhau. Vâng, chia cho nhau. Chia cho nhau thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ cuối cùng chứng minh là cũng dễ dàng, nó cũng chính là bằng 16 chia cho 21. Thì những phần chứng minh này là không khó một chút nào. Đấy. Và nếu mà các thầy cô mà có cho bài học sinh mà tính ấy, thì hãy đi tính ví dụ như thế này. Đấy. Thật sự là như vậy. Thay vì một số những cái bài mà mình thấy là nó ít cái tương tính thực tiễn thì cho những phản ứng với hỗn hợp axit có tính hỗ trợ mạnh chẳng hạn. Và như vậy thì cái ý nghĩa của cái vấn đề này là cái tốc độ đã bị giảm đi, nó chỉ còn 0,762 so với tốc độ mà khi oxy là 21%. Đấy. Ta thấy nếu mà chúng ta vẫn giữ nguyên cái tần số nhịp thở, tức là số lần hít ra hít vào thở ra đấy trong 1 phút thì không đủ oxy, không đủ oxy cung cấp cho cơ thể. Đấy, không đủ oxy để duy trì những hoạt động bình thường. Vậy thì bây giờ muốn duy trì thì lại phải tăng cái tần số nhịp thở lên, tức là ta phải thở nhanh hơn, thở gấp chẳng hạn. Hay là chúng ta thấy tại sao mà mình đi bình thường hay là mình ngồi hay đặc biệt lúc mình nằm thì mình thở rất là nhẹ, ít thôi. Một khi mình chạy hay mình làm cái gì nặng là mình phải thở rất là gấp, bởi vì lúc đấy mình cần nhiều oxy để thực hiện những cái phản ứng oxy hóa cung cấp năng lượng. Đấy.
Đây một số những cái thông tin thêm ở trong này. Đây, cái phản ứng mà dùng làm nhiên liệu rắn cho tên lửa đây. Mà thấy này, đây cái phản ứng của bồn nhôm với NH4CLO4. Đây nó tạo thành những cái chất như thế này. Tạo thành những cái chất như thế này. Và những cái chất này thì ở thể khí. Nên là từ một cái lượng nhỏ chất rắn nhưng mà sinh ra một cái lượng khí rất là lớn. Lượng khí này, và ngoài ra mình tính thì mình còn thấy là với cái phản ứng số 1 này là delta H cực kỳ âm. Khi mà delta H mà âm, càng âm thì nó có liên hệ thế nào? Cái này là đối với thầy cô thôi nhé. Mình đừng nói những cái chỗ này với học sinh thì nó hơi khó. Chúng ta lại biết rằng thể tích của một chất khí sẽ tăng lên khi mà nhiệt độ tăng lên. Bình thường là mình theo phương trình PV bằng NRT thì mình thấy được điều đó. Vậy nên là khi mà nhiệt độ mà sinh ra nhiều, cái này delta H rất âm này, thì cái nhiệt độ ấy nó đốt nóng luôn các cái sản phẩm. Đấy, nó làm nhiệt độ của chính các sản phẩm này nâng cao lên. Và khi mà nhiệt độ sản phẩm nâng cao thì thực chất là những chất sau đây, cái này cũng bị hóa hơi này. Những chất này thì thể tích nó tăng lên rất nhiều so với thể tích ở nhiệt độ thấp. Và khi thể tích lớn sinh ra đột ngột như vậy thì tạo một cái luồng khí ở phía sau đẩy đi. Đẩy cái tên lửa dịch chuyển. Chưa? Còn cũng như vậy, nhưng mà ví dụ mình có câu hỏi mở rộng là phản ứng này chẳng hạn delta H cũng âm nhưng mà có dùng làm động cơ tên lửa được không? Nhiên liệu trong động cơ tên lửa được không? Câu trả lời là không, bởi vì cái này nó không sinh ra khí. Đúng nào? Nó không tạo ra cái khí nào để nó đẩy tên lửa. Đấy. Đấy, những cái này này. Chưa? Phòng chống và xử lý cháy nổ. Thôi, cái này ta tự đọc, tự nghiên cứu và cho học sinh tự đọc, tự nghiên cứu. Và cũng rất là mong là các thầy cô là có thể làm những cái phần thực hành. Đấy. Thực hành ở trường học liên quan đến cái nội dung này. Thực hành hóa học và công nghệ thông tin. Thì đến cái phần này, đây là cái phần cuối cùng này. Như nếu mà các thầy cô nào mà có máy tính thì chúng ta cũng có thể thử, ta có thể làm luôn cũng được. Chúng ta không phải là đi chạy theo nhưng mà chúng ta cần phải có sự hòa nhập đến một cái thế giới hiện nay, thì cái ứng dụng của công nghệ thông tin đấy vào cuộc sống là rất là lớn, và trong khoa học cũng như là trong sản xuất thì cũng lại càng là quan trọng. Nên là cái chuyên đề này là cái chuyên đề mà có những cái gắn kết như vậy, có những gắn kết như vậy ngay từ khi mà cái tư tưởng để xây dựng chương trình. Ở đây thì chúng ta sẽ không nói tới việc là phải lập trình hay làm cái gì ghê gớm cả, mà chúng ta sử dụng cái phần mềm thôi. Vậy thì phần mềm thì có hai cái, có nhiều loại nói chia ra, nhưng mình cũng lại nói về vấn đề giới hạn, thì có phần mềm có phí và phần mềm miễn phí. Đấy, phần mềm có phí và phần mềm miễn phí. Thì chúng ta còn lại phải giới thiệu cho học sinh, phải nói cho học sinh để biết được điều đó. Trong cái điều kiện của chúng ta thì tốt nhất là mình sử dụng những cái phần mềm miễn phí. Đấy. Vậy thì làm sao mà mình chọn trong số những cái phần mềm miễn phí thì phải là những cái gì nó dễ và nó lại tốt. Đấy. Thì chi chuyên đề số 3 và trong cái phần mà tôi giới thiệu ở đây thì là nói về những cái phần mềm như vậy. Và phần mềm giới thiệu ở đây là phần mềm CamScape. CamScape là miễn phí và cái cách cài đặt của nó, đây thầy cô theo cái đường link này, download xuống. Rồi là cứ nháy kép là đã cài được. Rồi là vẽ những công thức. Thì cái yêu cầu đầu tiên là vẽ công thức dễ lắm. Đây, đây, công thức cứ theo từng bước một. Đây. Cứ bước 1, bước 2, bước 3, bước 5, bước 6 đấy mình vẽ những công thức này. Nào chúng ta cùng xem. Giả sử mình đã cài được CamScape, mình khởi động.
khởi động Can Sketch đây. Đấy, ra cái màn hình như thế này. Rồi, thì chúng ta nhìn thấy đây là mình demo thôi. Chứ còn những cái bước thì là chi tiết ở trong cái cuốn chuyên đề. Thì có thể có thấy này, cái bên trái này là mặc định là một số những cái nguyên tố phổ biến. Đấy, phổ biến và mặc định là C, carbon. Thì mình click chuột trái lên, mình kéo này, thì là CH4, kéo thêm cái nữa thì là C2H6. Muốn C2H4 thì mình nhầm vào đây ở giữa này, bấm một cái. Đấy, thì thành là C2H2. Muốn liên kết 3 thì lại chuột trái, click thêm cái nữa. Đấy. Mình bây giờ mình muốn thêm một CH3 nữa thì sao, thì vẫn cái C này mình kéo này. Đấy, thì CH3. Bây giờ mình muốn thêm nhóm OH thì mình lại phải chuyển vào O. Đấy, click vào O rồi lại nhầm vào đây, giữ chuột trái để kéo đấy, như thế. Tuy nhiên thì cái này là khá xấu. Bây giờ bước tiếp là phải vào vào tools, và hoặc là vào clean structure hoặc là vào cái chỗ 3D này. Ví dụ giờ mình bấm clean structure đấy, mình ra là cái công thức như thế này. Đấy, chưa nào? Đấy, ra là công thức như này. Và mình muốn vẽ thêm cả cái nguyên tử H hay gì đó nữa thì đây, trong này đây. Thì đã hướng dẫn các thầy cô là muốn show được nguyên tử H thì mình phải làm như thế nào. Đấy, thế thì đây là cái 2D. Thế còn muốn 3D thì chúng ta vào Tools. Và thay vì clean structure thì mình vào là 3D, 3D là 3 dimensions. Structure optimization. Mình bấm vào đây. Mình ra được công thức này. Công thức này thì cũng vẫn chưa phải là công thức 3D. Đấy, chưa phải công thức 3D. Nhưng mà buộc phải vào tools và vào 3D structure optimization như này. Sau đó là mình tìm một cái biểu tượng này, cái biểu tượng này, đó là biểu tượng 3D viewer. Biểu tượng này bấm vào nếu mà chúng ta đã có cái công thức này. Đấy. Chúng ta đã có cái công thức 3D của cái chân này. Đấy. Nào. Và các thầy cô mày mò tìm hiểu một chút để mình muốn thay đổi cái màu sắc đấy, thì không khó khăn gì màu sắc của cái phông nền này đấy, mình có thể chụp ảnh ra đấy. Rồi là đấy thì ngay từ đây thì mình có thể là chỉ cho học sinh thấy này, cấu trúc phân tử hoặc hình dạng phân tử một số những cái chất như thế này, tại sao chỗ này nó lại thẳng đấy. Bây giờ mình trả lời được rồi đấy, chỗ này là liên kết 3 đúng không đấy, thì đây là một đám mây nào, coi đây là một đám mây, đây là chỗ này là phải thẳng, đây là AX2, chỗ này cũng thế, AX2, nên là cái đoạn này đã thẳng. Đấy. Thì cái phần đầu tiên là cái phần mà vẽ các cái công thức, để vẽ giúp các công thức như thế này, thì mình dùng Cam Sketch. Tôi biết rằng là hiện nay thì một số thầy cô không có quen dùng Cam Draw chẳng hạn, cũng rất là tốt. Có một điều duy nhất là Cam Draw là phần mềm mà tính phí. Đấy, cái phần mềm ấy nó không miễn phí. Đấy, mà cái gì mà nó không miễn phí mà mình viết vào đây thì ta nói là ta sẽ phải mua. Ta sẽ phải phải, phải mua chứ trong sách giáo khoa thì không thể nói là mình lấy ở đâu được những cái phần mềm này. Nhưng mà Cam Sketch sẽ còn một cái hay nữa, đó là sẽ link với cái phần tính toán sau này. Đấy là một cái lợi thế rất là lớn của Cam Sketch mà những cái phần mềm khác không có được.
Đấy, và tôi nghĩ là nó cũng đủ dùng để chúng ta vẽ vời cái chất kiểu thế này khi mà mình muốn đưa vào đấy công thức Lewis cũng được. Nên mình muốn đưa vào trong cái học liệu hoặc là học liệu điện tử của mình khi mình soạn bài mình cũng đủ cả. Đấy, viết được cái phản ứng này là được rồi. Thì cái phần đầu tiên là cái cách sử dụng CAM scan như vậy. Có một vấn đề khá lớn, tôi nghĩ là vấn đề đấy cũng là vấn đề lớn, bởi vì là mình phải có máy tính. Thầy cô có máy tính bây giờ không còn là vấn đề nữa, nhưng mà đối với học sinh ở Hà Nội, ngay kể cả ở Hà Nội cũng không phải là tất cả các em đều đều có máy tính. Nên là cái việc mà cơ sở vật chất thì không được nêu trong sách, cũng có phần đấy, nhưng mà nó cũng là một cái vấn đề mà khi mà mình nói về cái phần chuyên đề này đấy, thì cũng có thể có những cái cách thức ta nghĩ ra, tổ chức theo nhóm hoặc là chia sẻ cái nguồn đấy, cái nguồn máy tính đấy, hoặc là nhà trường có cái phòng máy để cho các em thực tập. Bên cạnh những việc là gia đình có, gia đình thì có thể là của bố mẹ, thì mình lại nghĩ ra những cái bài tập rồi là cái cách mà làm thế nào đó để hướng dẫn bố mẹ là cài đặt cho con sử dụng đấy. Cái vấn đề tiếp theo là thực hành thí nghiệm hoa học ảo. Thực hành thí nghiệm hoa học ảo thì chúng ta đã biết là hóa học là khoa học thực nghiệm. Thực ra thì là những cái vấn đề nó thuộc môn khoa học tự nhiên, mà khoa học tự nhiên lịch sử phát triển của nó là bắt đầu từ cái việc là quan sát thực nghiệm, để quan sát những cái vấn đề nó xảy ra trong cái thực tiễn xung quanh chúng ta. Đấy, từ cái lịch sử phát triển đấy, chúng ta quan sát thấy có ngày đêm, có lúc ánh sáng, lúc buổi tối, nhưng mà nó rất là đều đặn. Đấy, cứ một cái chu kỳ 24 giờ hay là 365 ngày thì lại thấy trái đất quay được một vòng đấy. Thì từ đấy mình mới phát triển nó. Thế rồi là hóa học của chúng ta bắt đầu từ những cái việc mà quan sát mong muốn là biến đổi từ cái này thành chất này thành chất kia, và ngay từ ngày xưa ông đã có cái việc là muốn biến đổi những cái chất thành vàng đấy, hay là những cái ước mơ là bất tử đấy. Từ những cái vấn đề thực tiễn như vậy, rất thực tiễn. Nên phải nói rằng là nếu mà hóa học mà chỉ ở trên giấy không thì nó thiếu đi cái sức sống của nó. Nên là cố gắng chúng ta sẽ làm thế nào để gắn càng nhiều với thực tiễn càng tốt. Và các thầy cô thấy đấy, trong những cái nội dung và kể cả là cơ sở hóa học chung đấy đó, chúng ta cũng đều cố gắng là nói về những vấn đề liên quan đến thực tiễn. Khi có điều kiện tốt nhất là mình làm thí nghiệm thật, nhưng khi cái điều kiện khó khăn hơn thì mình có thể dùng thí nghiệm hóa học ảo. Đấy. Hóa học ảo thì tôi cũng chỉ có sử dụng những cái miễn phí thôi, giới thiệu những cái miễn phí ở trong này, chứ còn có những cái phần mềm mà có phí thì nó cũng rất là tốt đấy, mà không được giới thiệu ở đây. Đấy. Ví dụ như cái thí nghiệm mà tán xạ hạt alpha, tán xạ hạt alpha mình chỉ cần ghi đây, cái trang này thì rất là dễ để tìm, hoặc là mình ghi chữ phét lên là mình cũng tìm được. Đây. Đấy. Mô phỏng trực tuyến. Ưu tiên đầu tiên là chúng ta nên nên sử dụng cái trang phép này. Bởi vì cái này thì cái chất lượng tốt, và thứ hai nó là rất là nhiều cái thí nghiệm thì có tiếng Việt. Đấy, cái ưu điểm của nó là như vậy. Nhiều cái thí nghiệm có tiếng Việt. Đấy.
Đấy, rồi chia ra thành các mục. Ở đây người ta nói giới thiệu này là trên 1,1 tỷ những thí nghiệm. Mà tôi cũng chưa biết là ngoài những cái mà miễn phí này thì có khai thác 1,1 tỷ lấy ở chỗ nào. Để thầy cô tìm hiểu thêm. Đấy, mình bấm vào hóa học chẳng hạn, bấm vào mật độ dao động rồi xây dựng phân tử phân tán vân. Đây cái thí nghiệm mà chúng ta nói là cái này. Thì ở đây thì chúng ta có thể làm online nếu mà ta kết nối mạng tốt, hoặc là an toàn hơn là offline, là mình download sẵn về. Đấy, download sẵn về. Đấy, chúng ta lưu ý này, đây là cái yêu cầu của cái hệ thống là HTML5. Cái này là HTML5 thì có thể chạy trên những cái này. À, đây là HTML5 rồi, thế nên không cần phải cài đặt những cái phần mềm phụ khác. Đấy. Phần donate là phần mà mình, nếu mình mà ủng hộ cho họ. Đây là cái tổ chức mà không tính phí này. Nhưng mà nếu mà ủng hộ cho họ thì họ có thêm cái kinh phí để họ làm. Đấy. Thì mình bấm vào đây. Chúng ta cũng có thể download về. Cái phần này là phải sign. Đấy. Thế rồi là người ta có những cái gợi ý là đối với câu hỏi, có thể có những câu hỏi. Đấy. Hoặc là có những cái nội dung nghiên cứu. Đúng nào? Rồi là đây có thể là download về. Đấy. Mình có thể download, và chỗ này là chỗ mình có thể thay đổi cái ngôn ngữ. Thế. Rồi chúng ta cùng xem. Ta có thể download về sử dụng bản offline cho an toàn. Nói chung là cái thí nghiệm hóa học ảo thế này chỉ sử dụng khi mà thực sự chúng ta thấy khó khăn. Ví dụ như cái này thì không thể làm thực nghiệm được. Đấy, hay là nó độc hại quá. Độc hại quá. Thế thì đây là chúng ta thấy là có các cái những cấp độ nhìn khác nhau. Ví dụ nhìn thế này là đây là hạt nhân, đây thế hạt nhân, đây hạt nhân vàng, hạt nhân vàng đấy. Thế nào, và đây là cái nguồn mà cung cấp cái hạt alpha đấy, hạt alpha cung cấp hạt alpha, thì hạt alpha đấy, đây là cái hình ảnh mô phỏng. Đây ta thấy là khi tiến đến gần thì nó hoặc là nó bị chệch hướng đi, hoặc là nó quay ngược trở lại, hay ta gọi vật lý là tán xạ. Đấy. Thực tế như thế này. Đấy, và ngay từ đây thì mình có những khai thác. Mình có những khai thác. Và trước khi khai thác mình nhìn cấp độ này, đấy là hạt nhân nhá, thế còn đây là nguyên tử. Ngay cái bài học đầu tiên thì chúng ta đã thấy rằng là hạt nhân có kích thước rất là nhỏ so với nguyên tử. Cỡ 10 mũ trừ 4, 10 mũ trừ 5, tức là nó rất là nhỏ. Đấy, vậy thì cái khoảng không này, đấy, chủ yếu là rỗng, đúng nhỉ?
Nên cái hàm alpha chúng ta thấy là phần lớn là nó đi thẳng. Đấy, phần lớn là đi đi thẳng như vậy. Đấy chưa nào? Sẽ chỉ có một số ít hạt mới bị bật ngược trở lại. Bị tán xạ. Đấy là mình nhìn của cả cả nguyên tử, và đây là nhiều nguyên tử vàng đặt cạnh nhau. Đấy, nhiều nguyên tử vàng đặt cạnh nhau. Đấy, và từ đây thì mình có những cái câu hỏi chẳng hạn như ở cái cấp độ này thì học sinh sẽ nhận thấy, nhìn cái hình ảnh mô phỏng thấy à, thực ra là nó chưa chạm vào, nó không hề chạm vào mà đến gần nó bị đẩy ra xa rồi. Đấy, đến gần đẩy ra xa thì tại sao lại như vậy? Thì đấy là câu trả lời ở đây, là vì đây là hai hạt cùng mang điện tinh dương. Ta nhớ rằng đây là hạt nhân của vàng và đây là hạt nhân của helium. Đấy, hạt nhân đấy, He2 cộng, đây là hạt nhân của vàng. Au79 cộng, 79 cộng, ta nhớ là đây là tới 79 cộng đấy nhá. Thế nên là nó cái lực đẩy của cái hạt nhân này là cực kỳ lớn. Đấy, Z của anh này là 79. Thấy chưa? Đấy. Và bây giờ thì mình tăng cường cái số lượng hạt neutron tăng cường lên thì xem nó ra như thế nào. Đấy. Hay là ở đây mình cho phép mình là này, cái năng lượng của hạt alpha mình tăng lên. Đây, năng lượng này. Alpha particle. Năng lượng tăng lên có nghĩa là nó sẽ chuyển động nhanh hơn, động năng. Thì ta quan sát thấy là nó tiến vào gần được hạt nhân hơn, nó tiến vào gần hạt nhân hơn. Đấy. Và cũng nhân cái mô phỏng này thì cũng giới thiệu thêm cho các thầy cô. Chẳng hạn mình đặt câu hỏi là phản ứng hạt nhân có xảy ra cho trường hợp này không? Thì học sinh sẽ thấy ngay là không xảy ra được vì thực sự là nó không chạm được vào hạt nhân. Đấy. Nhưng bây giờ mình thấy là tăng năng lượng thì nó đã tiến lại gần hơn rồi. Đúng không? Vậy thì trên cái đà đó người ta thấy là nếu bây giờ mà hạt alpha mà chuyển động nhanh nữa, đấy, nhanh nữa, nhanh bằng cách nào? Bằng cách là người ta cho vào máy gia tốc. Máy gia tốc là những cái máy mà làm tăng cái tốc độ lên. Thì lúc bấy giờ hạt alpha nó mới tiến được vào cái hạt nhân của vàng. Nó va chạm rất mạnh và lúc bấy giờ nó phá vỡ cái hạt nhân này. Và lúc bấy giờ ta có phản ứng hạt nhân. Đấy, thế nhân cái thí nghiệm này thì mình có thể nói những cái trường hợp khác được. Đấy. Và bây giờ thì chúng ta nói về mục tiêu của cái bài này thì ta thấy nếu như cái hạt alpha ta quan sát thì cái quỹ đạo chuyển động của hạt này thì chỗ đoạn này này nó cứ đi thẳng này, bởi vì nó không gặp cái cản trở gì cả. Có một cái vấn đề đặt ra là tại sao nó lại không bị electron hút? Thực ra là nó vẫn bị hút. Nhưng một là khối lượng của nó là nặng. Hai nữa là nó chuyển động với vận tốc lớn nên sức hút của electron được coi là không đáng kể, nên gần như không có ảnh hưởng đến cái quỹ đạo chuyển động của hạt alpha nên nó đi thẳng. Chúng ta lưu ý như thế nhé. Ở đây hạt nhân một lần nữa tôi nói lại là hạt nhân điện tinh dương là 79 cộng chứ không phải là có âm 1, tức là của electron. Đấy. Vậy nên là ta thấy về cơ bản là đi thẳng. Chỉ những hạt nào mà tiến đến gần hạt nhân hoặc chạm vào hạt nhân thì mới bị tán xạ, mới bị bay ngược. Ta thấy là rất là rõ như thế. Nên mình cũng có thể là thay đổi vào những cái hạt khác. Đấy, mình thay đổi vào những cái hạt khác, mình tăng cái số proton lên. Thì rõ ràng là khi mà thay đổi số proton, đấy, thì số proton tăng lên thì điện tinh dương lớn hơn nên là nó sẽ càng đẩy mạnh, đúng nào? Đấy. Còn bây giờ mình mà giảm đi à, như vậy thì có những trường hợp mà ta thấy là nó đã chạm thẳng vào hạt nhân rồi đấy. Đấy, nó va thẳng vào hạt nhân đấy, vì lúc bấy giờ là cái lực đẩy của cái này nó nhỏ đi, đúng nào? Và điều này có nghĩa rằng phản ứng hạt nhân có thể xảy ra nếu như cái năng lượng của hạt alpha lớn va chạm với cái hạt này. Cái trường hợp mà Z bằng 20 chính là của anh nào, của canxi, đúng không?
Đấy thì ta thấy là khi ta dạy thì có những cái công cụ như thế này cũng rất là tốt. Và ta có một tương tác, có chút tương tác đây. Như thế này thì ta gọi là tương tác. Đấy. Cái năng lượng thấp này, trong trường năng lượng thấp. Đấy, trong trường năng lượng thấp thì như thế này cũng không có phản ứng hạt nhân xảy ra. Đấy, do nó bay chậm quá, nó không tiến lại gần, bị lực đẩy, đẩy đi. Trong trường hợp mà chúng ta không kiếm được những cái thí nghiệm thế này thì một cách khác đó là chúng ta dùng video mô phỏng. Nhưng mà đã là video thì ta thấy là không còn cái tính gọi là tương tác nữa. Nó khác so với cái phần thí nghiệm này. Đấy, thế thì phần thí nghiệm hoa ảo là như thế. Và cũng là các thầy cô tự mình có thể sử dụng những phần mềm khác. Một lần nữa xin được nói lại là ở đây là sách giáo khoa nên là phải vấn đề bản quyền rất quan trọng. Thế nên là mình cũng nói mức độ. Ví dụ như cái Crocodile này thì thực ra nó là cái mà có tính phí đấy. Đấy. Bây giờ cái phần cuối cùng trong này là cái tính tham số cấu trúc và năng lượng. Đấy. Thì ở đây là giới thiệu với thầy cô sử dụng cái phần mềm miễn phí Mopac. Đấy, Mopac. Đến bây giờ nó còn cài đặt còn dễ hơn nhiều. Đấy. Người ta download xuống là click vào là xong. Ta download Mopac. Các thầy cô gõ đúng cái đường link thế này. Đấy, thế thì chúng ta thấy là đây. Mình download Mopac for Windows. Mình download, bấm. Đấy, thì mình sẽ thu được cái phần mềm là Mopac như này, .ee và mình click vào đấy là xong. Cứ click next, next liên tục. Đấy, tức là cái này họ vừa mới thay đổi. Đấy, cứ next liên tục. Như vậy ta đã cài đặt xong. Khi các thầy cô cài đặt chỉ cần hai phần mềm là CamScape và Mopac như vừa rồi là đủ để tính toán. Bây giờ tôi sẽ thực hành luôn. Ví dụ như mình cần tính năng lượng của chất này, mình cần xem hình học của nó chi tiết như thế nào. Thì sau khi mình xây dựng xong rồi từ 2D xong mình chuyển lên 3D bằng cách giống như vừa rồi. Thì mình bấm vào file mà mình CMS. Mình CMS thì mình chọn cái chỗ này này, CMS type. Thì các thầy cô nhớ chọn này, Mopac Z matrix. Đấy, thì mặc định sẽ là no name 01.1. Đấy, mình đưa một cái thư mục nào đó, xem lại. Được chưa? Đấy. Và bây giờ mình mở cái file đấy. Mở cái file đấy. Đây, no name đây. Mở bằng Notepad cộng cộng hoặc là bằng Notepad bình thường. Thì ở trên này là có một cái dòng trống. Mọi thứ ta cứ giữ nguyên như này nhé. Với dòng trên cùng. Thì với cái dòng trên cùng mình thêm cái câu lệnh là opt và npath. Opt và npath. Opt là viết tắt của optimization, là tối ưu hóa cấu trúc. Opt mình viết thường, viết hoa được hết. Npath là energy path, là những cái thành phần năng lượng. Sau đó là chúng ta xếp lại. Đấy. Chúng ta xếp lại và chúng ta kích chuột phải. Lần đầu tiên thì các thầy cô là open with và các thầy cô with. Chúng ta tìm vào cái thư mục Mopac và cài.
thì các thầy cô open with chúng ta tìm này vào more apps, mặc định là Mopac sẽ nằm trong C program file, mặc định Mopac đây. Khi cài đặt nó ra một cái thư mục này nằm ở trong C program file thì mình vào đây xong mình bấm vào, mình chọn thẳng vào cái mopac.ega này đấy, hoặc là bình thường có thể thì các thầy cô nó chỉ hiện lên mopac đấy, mình nó không hiện cái đuôi. Bấm vào đây, bấm open đấy, quá trình tính toán đã được thực hiện và đã xong. Đã xong thì sinh ra một số những cái file mới như này. Đây là sinh ra một số những cái file, đây cái file out này, file mới đúng không? File .arc nữa. Thì mình nhớ là phải để hiện lên đuôi file nhé. Cố gắng là hiện lên cái phần mở rộng đuôi file. Thì hiện lên cái đuôi file bằng cách nào thì ta vào control panel. Control panel. Xong mình vào cái File Explorer mình vào cái view này, mình bình thường ấy là nó tích vào đây này, bình thường là nó là hai extension này. Tức là nó sẽ giấu cái phần mở rộng cho cái đuôi file, thì bây giờ mình bỏ cái tích đi, xong mình bấm apply ok. Chưa? Sau khi chạy xong rồi thì nó sinh ra một số những cái file mới, hai cái file mới này thì cái file out này người ta mở ra, ta mở bằng đấy thì tôi thấy đây nó có một loạt những thông tin như vậy đấy, một loạt những thông tin và quan trọng nhất là thông tin gì đấy, thứ nhất đây là tạo thành đấy, nhiệt tạo thành đấy, nhiệt tạo thành là nhiệt tạo thành của cái chất này và cái giá trị của nó là bằng như này. Người ta thấy rõ ràng rằng cái chất như này thì thực sự mà nói là không thể kiếm ở đâu ra bằng thử nghiệm được. Không thể nào lấy được bằng thử nghiệm. Vậy nên là chúng ta có muốn sáng tạo những bài mới hay là học sinh muốn nghiên cứu những bài mới thì với cái chất này thì không không có. Vậy thì con đường duy nhất là phải đi tính toán. Tính toán thì mình tính được cái nhiệt tạo thành chất này là như vậy đấy, và ngoài ra thì các thầy cô có thể kéo xuống dưới có một số thông tin khác cũng rất là bổ ích, đây là năng lượng tổng của phân tử này. Năng lượng tổng để làm gì, chính là cái chỗ mà tôi hay vẽ đấy, cái giản đồ đấy, cứ cứ cái giản đồ xong là cao hay thấp ấy. Thì mình cộng năng lượng lại, mình xóa mất rồi, năng lượng tổng của đấy, đây là của riêng chất này, ví dụ nó phản ứng với O2 thì mình lại tính cho O2 đấy, thì mình biết là cao thấp bao nhiêu. Rồi là nó còn có những cái thông tin khác chẳng hạn như là moment lưỡng cực, với những thầy cô nào dạy chuyên thì có thể cần những thông tin này, hay là điện tích của từng nguyên tử một, nguyên tử C này, có nguyên tử C thì âm, có nguyên tử C thì dương đấy. Rồi là ô, ví dụ như sau này mình dạy sâu hơn, mình dạy ở cái bài phản thế và vòng Bên gen chẳng hạn, thì mình nói tới cái quy tắc mà vị trí octo và vị trí para cái phản thế electrophil tốt hơn, thì có được con số như này thì rất là rõ ràng đấy. Bây giờ muốn nhìn kết quả, đây là cái này là chưa tối ưu. Bây giờ muốn nhìn kết quả thì làm cách nào? Muốn nhìn kết quả thì trong này chúng ta giới thiệu với thầy cô. ARC này mình phải rename thành là chấm mốt. Đấy. Tức là mình có thể thêm cái đây, file ARC này, thì bây giờ mình hoặc là mình đổi cái ARC thành mốt, hoặc là mình thêm mốt xong chấm mốt đấy, giản là như vậy. Cái IARC thì
nó chứa cái gì trong này thì thôi mở ra để biết thêm một chút. RC nó chứa một vài thông tin cơ bản, nhưng trong đó là nó chứa cái thông tin về cấu trúc. Đây là final geometry obtained, tức là cái cấu trúc cuối cùng nhận được sau cái quá trình tối ưu. Đấy. Tức là tối ưu là quá trình mà đưa về cái mức năng lượng thấp nhất. Thì mình lấy cái file RC và mình thêm cái chấm mốc lên. Chấm mốc ở đấy. Bây giờ là chúng ta mở lại vẫn trên cái viewer trên cái 3D này. Mình mở ra. Close cái này lại. Mình mở cái file mới này. Muốn mở thì mình phải vào chọn chấm mốc hoặc là gọi full file nhé. Đấy, thì đây, chúng ta thấy là có cái arc.mốc. Đấy. Đây, thì đây là cái cấu trúc cuối cùng. Cấu trúc cuối cùng của chân này. Đấy, đây là cấu trúc tối ưu của chân này. Bây giờ mình có thể đo được cái độ dài liên kết và góc liên kết. Thì mình lựa chọn đến mấy cái này. Trong sách thì cũng đã viết rồi. Đây, mình nhằm vào cái biểu tượng bond length là độ dài liên kết. Sau đó mình click vào hai nguyên tử mình cần đo độ dài. Thì sẽ hiện lên cái thông tin về độ dài liên kết. Đây, hiện lên thông tin ở đây. Này, chữ hơi nhỏ. Đấy. Hoàn toàn tương tự như vậy thì có thể copy cái này để chúng ta nhìn cho rõ hơn. Một phẩy không hai chín, đấy, 1,029 đấy là độ dài liên kết của liên kết CH. Và chúng ta có thể đo góc liên kết. Góc liên kết thì mình bấm vào đây, ví dụ góc liên kết của ba cái nguyên tử này. Trong đó nguyên tử này là trung tâm. Đấy, thì cái con số hiện lên đây. Chúng ta rất là lưu ý về con số này. Đây, tôi sẽ nói ngay sau đây. Tại sao mà ra cái góc như thế này? Đấy. Thì cái góc này giờ thấy là đo được tới là 247,75. Đấy. Đúng này. Góc lại con số này như vậy. Thì thấy là khá bất ngờ. Đây. Vậy thì ta không quen với cái góc như thế. Bây giờ cái góc chuẩn thì mình hãy lấy là 360. 360 mình trừ đi góc này. Đấy, thì mình ra cái góc. Đấy, thực sự nó bằng bao nhiêu? Đấy, luôn thấy đấy. Đúng nào? Là 113 độ chẳng hạn. Đấy. Đấy là cái cách cách thức là như thế. Thì những cái số những cái này là gần với số liệu thử nghiệm. Gần với số liệu thử nghiệm. Đấy, thế thì trên đây là cũng đã giới thiệu với thầy cô số những cái vấn đề quan trọng trong cái phần này. Thầy cô lưu ý những kết quả vừa rồi là kết quả của phác thí, và nếu mà mình muốn nước, mình muốn là nhiệt tạo thành trong nước thì mình thêm cái câu lệnh là EPS là bằng này. Đấy. Được chưa? Thì mình có thể là có thêm được những cái thông tin khác. Giờ chúng ta nói tới bài tập này.
Ví dụ như bài số 1 sử dụng phương pháp PM7, mặc định là PM7. Xác định đồng phân cis hay trans bền hơn. Biết rằng đồng phân có năng lượng tổng âm hơn sẽ bền hơn. Thế thì cách của chúng ta bình thường thì không không thể nào mà nói được là anh nào có năng lượng là bé hơn cả, âm hơn. Thì duy nhất là bây giờ mình đi mình tính. Đấy, mình làm y hệt như trên. Mình tính toán. Khi mình tính thì mình sẽ thấy được cái này là âm hơn này. Nó thầy cô tự làm. Âm hơn vậy chứng tỏ cái này bền hơn. Đấy. Về mặt định tính thì tại sao như vậy? Bởi vì hai cái nhóm này nó gần nhau. Khi gần nhau thì xuất hiện cái lực đẩy của lớp các cái lớp vỏ electron đẩy nhau. Và như chúng ta nói ở phía trên ấy, đẩy đẩy nhau là ghép nhau nên làm năng lượng tăng lên. Nó không hút nhau. Hay so sánh độ bền của ba cái đồng phân này thì mình cũng làm hoàn toàn tương tự. Là bài 3 là mình phải xây dựng cấu trúc đã, đúng nào? Mình dùng CAM sketch mình chuyển từ 2D lên 3D rồi mình làm giống như vừa rồi. Hay từ đây mình tính độ dài liên kết góc liên kết của H2X với X là 6A. Đấy. Tự nhiên thì mình không thể biết là bao nhiêu ngoại trừ nước là nhiều người thì mình quen thì mình nhớ. Đấy, độ dài liên kết cỡ 0,96 hoặc 0,97 angstrom. Góc liên kết là 104,5 độ HOH đấy. Mà những S hoặc là SE ta thấy là khó nhớ hơn. Mà đấy chỉ là nhớ. Thì bây giờ tốt nhất là mình đi mình tính. Đấy. Hay là mình như thế này. Tính biến thiên của cái phản ứng này. Để so sánh kết quả nhận được phụ lục. Rồi từ đó so sánh cái khả năng phản ứng. Đây là cái này là hoàn toàn là mình đi tính toán hết. Đấy. Rồi mình so sánh kết quả nó với kết quả từ phụ lục 2. Đấy, thì các thầy cô hoàn toàn đi tính hết. Chị xem nào. Thì khi mà tính thì mình sẽ thấy được rằng là cái delta H của cái phản ứng phía sau này. Đấy là lớn hơn, âm hơn so với phản ứng 1. Và âm hơn tức là nó thuận lợi hơn rất là nhiều. Đấy là độ dài liên kết. Tóm lại như thế. Thì tôi đã giới thiệu với thầy cô một số những vấn đề về cơ bản trong cái sách chuyên đề này. Đấy, chắc chắn là cũng chưa thể đáp ứng được hết những cái yêu cầu, những cái mong muốn. Nhưng mà đây là những cái điều cơ bản nhất. Thế chúng ta còn một số, còn một cái khoảng thời gian thì các thầy cô có thể đặt những cái câu hỏi ra. Để chúng ta cùng trao đổi. Ta thấy là cái chỗ nào mà ta cần cùng nhau thảo luận thêm không? Xin video thì bản thân mình thì mình không ghi lại thì xin hỏi bộ phận kỹ thuật của công ty VPIC ghi lại thì có thể chuyển cho mọi người được không? Nên chuyển nhưng mọi người cũng nên sử dụng một cách private, nên sử dụng riêng thôi, đừng up lên trên trên mạng, tôi cũng không thích đưa lên mạng. Cái này là về phía công ty, bản quyền của công ty. Cái đấy thì cái công ty xem xét, tôi cũng không nắm được cái chính sách như thế nào. Nếu rất mong có thể chuyển được cho mọi người tham khảo lại. Dạ vâng, thưa thầy là sau buổi họp này thì chúng em có ghi lại buổi họp này và sẽ phải mất một lúc để có thể render lại video và sau đó sẽ gửi lại cho mọi người. Đấy thì như vậy là được phép các thầy cô ạ. Và làm cách nào để họ ấy lấy được cái đường link đấy? Em ơi, làm cách nào để các thầy cô biết được cái đường link đấy? Này thì các quý thầy cô làm liên hệ với bên công ty Bepic, thì khi thầy cô liên hệ thì bên em sẽ có sự tìm kiếm và sẽ gửi video cho các thầy cô. Nói như thế thì có nghĩa là mình nhờ các thầy cô nào bộ phận bên quản lý. Nên vì nói thế mà liên hệ cũng có số điện thoại thì phải qua quản lý thôi. Các thầy cô, nếu có thầy cô nào đó ở sở chẳng hạn có mặt ở đây liên hệ với bên công ty trong cái quá trình mà mình trao đổi đấy, là số điện thoại cá nhân của tôi. Đấy, thầy cô có thể ghi số điện thoại.
0989133436, và bất kỳ cái khó khăn nào trong cái quá trình mà thầy cô sử dụng sách, sử dụng chuyên đề thì thầy cô đừng ngại. Đấy, không ngại gì, nhưng đầu tiên đừng 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 điện thoại trước thì có thể tôi không nghe. À, nhắn tin nói rõ về mình công tác ở đâu, xong chúng ta sẽ có tìm thời gian để thảo luận phù hợp. Đấy là bình thường nhé, không phải nói quy trình nó phức tạp nhé. Thì có thầy cô xin các thầy cô ghi lại số điện thoại và có khó khăn thì có thầy cô nêu. Nào bây giờ chúng ta xem nó có cái gì nổi cộm đấy không nào. Chưa dám nghỉ vì bây giờ còn 15 phút nữa. Thấy ghi trong đấy là 5 giờ. Thế cũng giống như mà không không gì thì chúng ta lại cho làm bài, làm thêm bài tập đấy. Bây giờ thì có một bài như sau, thì cô nghĩ thử nào. Tại sao vào mùa hè thì ở nhiều khách sạn hạng sang ấy, người ta cho nước đá vào cái bồn tiểu? Một cái bài tập mang tính chất vận dụng. Và hãy kể hết những cái lý thuyết mà mình có thể muốn nói với học sinh ở chỗ nào. Nào, ai trao đổi nào? Đấy, chúng ta mong muốn là thay đổi cái việc dạy và việc học môn hóa thì bắt đầu phải là từ cái tư duy là tư tưởng của chương trình lớn, chương trình 2018 là học để làm thay để học để biết. Nếu học để biết thì coi như là khi mình đọc mình thấy cái gì đó hay lắm, nhưng mà mình chỉ thấy hay vậy thôi. Nhưng bây giờ là mình cố gắng là liên hệ cái gì đó, liên hệ cái kiến thức ấy với thực tiễn. Thì đấy là tư tưởng là học để làm, chứ không nhất thiết là học xong phải làm được cái chai cái lọ này vân vân. Mặc dù đôi chỗ ông ta cũng đấy, ngay từ bài đầu tiên mình đã nói làm son môi. Đấy. Cái tư tưởng học để làm là tổng quát, là liên hệ đến thực tiễn. Đấy. Cái việc đầu tiên là nhận thức kiến thức hóa học, thì chúng ta đang làm rất tốt cái việc đấy, tức là làm sao mà thầy cô giảng học sinh hiểu bằng cách này hay cách khác, bằng các phương pháp khác nhau. Trong đó bây giờ mình sử dụng rất nhiều cái là kỹ thuật của các dạy học tích cực. Đấy. Thì mình đang làm rất tốt được cái thành phần năng lực thứ nhất, là đó là nhận thức kiến thức hóa học. Chưa nào? Nhưng mà đến cái thành phần thứ hai đó là tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học, thực sự chưa phải là tốt lắm. Và chúng ta cũng thấy nhé, khi học xong mà học sau học sinh học được học xong môn hóa ấy, nhưng mà nhìn xung quanh thấy cái bàn là cái bàn, cốc nước là cốc nước, cốc cà phê là cốc cà phê, không có một cái ấn tượng gì ở đây, cái chất nào là chất hóa học nào ở trong này. Thế rồi là cái bàn này nó cháy thì nó liên hệ với cái bài cháy nổ ra làm sao, hay là trong cái cà phê nó có cái gì, cái những cái chất nào ở trong đó, chất đó nó độc hay là không độc. Đấy, thì cái mục thứ hai là tìm hiểu thế giới góc độ, thế giới tự nhiên góc độ hóa học, là cái năng lực mà mình rất là cần. Đấy, tôi hay đi lấy một cái ví dụ như cùng là thoát khí lên, nhưng mà đun sôi nước thoát khí là hiện tượng vật lý, nên học sinh phải nhận thức được như vậy chứ không phải là hóa học. Nó khác biệt so với việc là bây giờ nhỏ giấm ăn vào lên trên cái phiến đá thấy sủi bọt. Đấy, là khác nhau. Hay là
hay là vấn đề về gì để nhìn thấy có cái màu xanh ở trên cái miếng đồng đấy đâu nào. Rồi vấn đề thứ ba là vận dụng, thì cái vận dụng ấy chẳng hạn như trong cái bài như này đấy, thầy Hoàng đã nói rất là đúng, hạ nhiệt độ giảm tốc độ phản ứng phân hủy nước tiểu thành NH3, đúng rồi, rất là tốt rồi. Ít nhất là cứ nói như thế này là học sinh như thế này thì là chúng ta cho điểm luôn, rất là cao đấy. Còn hơn được nữa thì mình gợi ý, hoặc là mình gợi ý cho học sinh là trong thành phần nước tiểu thì là có ure, đúng nào đấy, ure. Thế rồi là nếu mà xa hơn nữa mà có nhiều thời gian nói chuyện rông dài một tí thì nói về vấn đề về cái gọi là uric trong máu cái lượng axit uric cao ấy, thì có ure, ure NH2 hai lần CO đúng nào, cộng với nước sẽ thành NH4 CO, NH4 hai lần CO3 và sau đó phân hủy thì NH3. Và ở cái bài tốc độ phản ứng thì chúng ta đã học và đã thấy, đã dạy cho học sinh là thấy là nhiệt độ càng thấp thì tốc độ, những cái tốc độ ấy càng thấp thì nó là một chuỗi các phản ứng. Thế phản ứng thứ nhất giảm đi hai lần, phản ứng thứ tiếp theo giảm hai lần, cuối cùng nó giảm nhiều lắm. Thế nên là cái lượng NH3 sinh ra phân hủy thì NH3 nó giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà nên tận dụng để làm những điều sau nữa. Đó là tính chất vật lý là NH3 là tan nhiều hơn trong nước lạnh, đúng nào? Đấy thì khi mà hạ nhiệt độ thì mặc dù nó sinh ra ít NH3 nhưng mà nó sinh ra thì nó lại tan. Còn trong nước nóng thì nó lại ít tan hơn, tức là nó bay lên. Thêm được cả tính chất vật lý ấy. Và sâu hơn nữa, tùy từng mức độ học sinh thì đặt ra câu hỏi là tại sao NH3 lại tan tốt trong nước lạnh, nước nóng thì lại không? Thì bởi vì thì chúng ta bắt đầu từ cái gốc là NH3 tạo được liên kết hydrogen với nước, và khi mà tạo liên kết được với nhau thì cái sự hòa trộn tốt hơn, bắt tay nhau thì hòa trộn với nhau là tốt hơn thôi, thì tan vào nhau tốt hơn. Đấy là kiến thức đấy phải bổ sung. Thế còn khi mà nhiệt độ tăng lên thì liên kết bị phá vỡ, chúng ta biết rằng là cái liên kết cung cấp nhiệt thì nó phá vỡ liên kết, mà liên kết hydrogen là liên kết yếu nên đun nóng cái nó phá vỡ liên kết thì phần tử nó bay lên. Đấy thì mình tận dụng một số để nói được nhiều những kiến thức từ một cái ví dụ thực tiễn như thế. Đấy. Như thế thì rất là tốt, và làm sao mà để học sinh thấy nhìn vào những vấn đề gì ấy, thì phát hiện được những cái yếu tố hóa học ở trong đó. Cố gắng là như vậy, nên ta mới phải nhấn mạnh vào cái ý thứ hai. Tất nhiên tôi không phải là chuyên về kiến thức về phương pháp thì ít lắm đấy, nhưng mà mình phải hiểu cái nội hàm đúng của nó như thế. Tôi không nói nhiều về lý thuyết mà này. Cái thứ hai là tìm hiểu thế giới tự nhiên dưới góc độ hóa học là như vậy đấy. Đấy, học nhiều nhưng mà học hóa rõ nhiều bao nhiêu thứ nhưng cuối cùng nhìn cái bàn chỉ thấy là cái bàn, cái cốc nước, thấy là cái cốc nước không đấy, đúng nào. Rồi là nhìn cái ngày hè luộc rau muống, bát chanh vào thấy là nó màu xanh nó giảm bớt đi nhưng mà cũng không có quan tâm gì cả. Thì chỉ cần các em có cái việc là hiểu như thế nào thôi, tìm hiểu ý thức, tìm hiểu hóa học như thế nào, hay là tại sao cái cháy lại thấy ngọt hơn một chút so với ăn cơm bình thường, hay nhai lâu thì thấy ngọt, nhai cơm lâu, nhai kỹ. Đấy thì những cái chúng ta cần như vậy. Tất nhiên những việc đó là không dễ, không dễ, nhưng mà phải cố gắng từ cấp dưới trở đi. Chúng ta phải cố gắng, và để làm được việc đó thì mình phải có cơ sở. Nên ví dụ như trong chương trình mới mình cung cấp khá nhiều cơ sở. Đấy. Thế thì việc thành công hay không là phụ thuộc vào các thầy cô. Chứ hoàn toàn những người như tôi cũng không làm gì được hơn nữa nếu như mà các thầy cô không giúp sức. Thế nên là thực sự nếu mà nói lời cảm ơn thì phải là cảm ơn các thầy cô. Ôi, chắc là chúng ta cũng có thể nghỉ được ở đây rồi. Ôi, cảm ơn các thầy cô đã cả một ngày để học tập cùng nhau trao đổi vấn đề này.
Và cũng mong các thầy cô giữ được cái tinh thần, cái ngọn lửa. Đấy. Và hy vọng là môn hóa của chúng ta sẽ có những cái vị thế xứng đáng phù hợp. Tôi rất tin là điều đó. Khi tôi nhìn vào cái tỷ lệ lựa chọn những cái tổ hợp mới trong cái chương trình này thì thấy chọn hóa cũng khá là nhiều. Một lần nữa xin cảm ơn thầy cô, chúc các thầy cô sức khỏe, thành công.